Hôm qua cúng cô hồn, tụi con là sa di mà sao lại lấy đồ ăn của cô hồn? Tụi con có phạm giới không? Em xin thưa là tự quý vị nhào vô đòi làm cô hồn. Em không có biểu ai hết à. Chẳng những như vậy mà còn hao hết của em nữa. Ngày hôm qua có hai cái dĩa bánh cúng tổ á, cái bánh xanh xanh lá dứa đó, cúng tổ xong rồi Pháp Hòa mới nói quý thầy đem ra để ngoài bàn cô hồn đi, cho cô hồn hưởng có phước. Mà nghĩ trong bụng á, cúng xong nhớ bưng vô để tối có bánh đãi nghe. Chưa kịp gì hết á, ông thầy MC ổng ăn hối lộ trước rồi, ổng la lên quý vị cứ lấy đi. Tới hồi mình lại mình thấy sạch hết trơn. Tự mình làm cô hồn chứ ai biểu đâu. Chọc chơi vậy thôi. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng, tại sao câu hỏi này hỏi như vậy? Tại vì quý vị nghĩ rằng mình là người tu, ăn đồ uống cô hồn, cô hồn tổn phước. Trời đất ơi, làm như mình dư phước lắm vậy. Lo mà tổn mà hao đó. Cho dù mình là tỳ kheo, ăn cũng không có sao. Đừng nói là sa di, mà tưởng đâu sa di thứ thiệt. Sa di gì mà sáng nào cũng chảy tới chảy lui. Sa di gì mà sáng cầm. Trời đất ơi. Mày tu lai rai thôi. Thật sự ra những cái gì mà chúng ta cúng cô hồn cúng vong á, mình không đem cúng dường cho quý hòa thượng, bởi vì mình ngại là cái đức của các ngài. Cho nên rồi mình, hoặc là mình kính quý ngài, thì đồ gì mà cúng linh cúng vong mình không cúng thôi. Chứ không phải là mình ăn cái đó cô hồn nó mất phước. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ngày hôm qua mà đồ ăn vậy đó, mình là đừng sa di đừng ăn nghe. Rồi rốt cuộc ai ăn? Thì trong này sa ri hết trơn rồi, sa di không ăn rồi ai ăn? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ cắm sa di cũng được ăn, đem xuống bếp em tái sinh nó lại cho ăn hết, biết không? Biết trời đất gì đâu. Quý vị có ăn, có một ngày quý vị ăn cái miếng cơm mà đập dẹp dẹp ra chiên chưa? Ngon không? Trời ơi, đồ tái sanh ba kiếp đó. Để qua kể lai lịch cái bánh đó cho nghe. Cái bữa đó là thử nồi cơm mới nấu. Cái anh nấu cơm ảnh chưa biết ý gạo, ảnh nấu ra nó nhão nhẹt. Ăn không hết. Bắt đầu làm lần thứ nhì, xào, làm cơm xào. Mà xào nhão quá cũng ế. Cuối cùng có một nghĩ ra thôi bây giờ á, mình dắt nó miếng miếng nha, làm dẹp dẹp vậy đó. Rồi cái cháy chảo giòn giòn, trời ơi, đem lên tượng thầy xuống tới Phật tử, chỗ bánh gì lạ quá ha. Tượng thầy xuống tới Phật tử luôn. Để cả thao cơm xào không ai ngó hết á. Biến dạng nó ra đi kiếm ăn quá trời luôn. Rồi cũng cái nồi đó đó, cũng cái nồi đó đó, xào cơm thì xào cơm xào thì hem rồi đậu rồi phải không? Không ăn, đem đi nấu cháo. Nấu cháo nem.
nấu cháo chay, của không con, của không ngon, nhà đông con cũng láng. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Có nhiều vị thọ Bồ Tát giới tại gia cũng không ăn đồ cúng dâng, rồi nổi sân lên với gia chủ. Nếu mà lỡ gia chủ bưng cái chén chè cúng vong tới cho ăn, trời ơi quý vị hại tôi phạm giới rồi. Đâu có cái giới nào mà nói là Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng vong đâu. Cái này giới này mình tự đặt. Cho nên cứ việc thoải mái ăn, bỏ mới tội, ăn không có tội. Tại sao trong câu hỏi này cũng na ná nữa nè. Mô Phật, có người nói đồ cúng cô hồn không nên ăn, và cúng cô hồn phải cúng ngoài trời, chứ trong chùa có ông tiêu diện, cô hồn không dám vào. Con mong thầy giảng lại cho đại chúng nghe. Nhiều bài giảng trên YouTube của thầy nhưng họ không nghe nên không hiểu, mong thầy giảng trực tiếp. Nếu mà vị nào nói như vậy thì vị này phải linh lắm, tại biết được luôn cô hồn không có vô. Mình nên mời vị này lần sau cúng ngồi đó, ơi ai vô. Thưa đại chúng, nghi thức cúng ngày hôm qua đó thật ra là một cái nghi thức cúng cô hồn thôi, nhưng mà trong cái lễ cúng đó có triệu thỉnh, thỉnh 12 loại cô hồn. Và quý vị thấy thiết lập bàn thờ trên là ngài tiêu diện thống lãnh cô hồn, dưới này có ngài Địa Tạng. Cho nên chẳng những các vị được vô mà vô một cách tương tất, vẫn vô đàng hoàng. Ăn trong nhà không sướng hơn sao phải ăn ngoài đường. Thậm chí bây giờ mình ăn cơm ở ngoài trái đường, ngoài đời, ngoài trời đó, mà phải mướn cái liều mười mấy ngàn đó. Chứ nếu mà không có làm sao. Cho nên mình được ăn trong nhà là hạnh phúc. Mà chẳng những ăn trong nhà mà có ông thầy cả, ông đội rồi ông đánh, quý thầy tụng quá trời quá đất. Vừa ăn mà vừa có nhạc nghe nữa, mới sướng quá. Cho nên không nghe cô hồn than, mà nghe hàng xóm than. Cô hồn đâu có về nói gì đâu. Thật sự ra một cái nghi cúng thí luôn luôn thiết trí ở trong một cái phạm vi. Đúng ra năm nay là mình thỉnh Pháp Hòa định thỉnh một vị thượng tọa lập một cái đàn cho đàng hoàng, nhưng vì ngay vào cái mùa Vu Lan cho nên thầy không có đi được. Nhưng mà ngày hôm qua đó lượt hoa như vậy là đã quý lắm rồi. Người không giữ khóa tu mà chỉ lo làm công quả, không chưa nghe pháp, không đi lễ Phật, chỉ lo công quả, vậy họ có nên lấy bằng không? Trời đất ơi, cái bằng này quý vị muốn mấy chục cái. Trời đất ơi, cái người mà người ta công quả cho mình tu, người ta cũng có cái bằng chứ. Người ta có một cái bằng mà mình không có, cái đó là cái bằng lòng. Khi người ta qua đây, người ta không hề nghĩ là người ta chui vô bếp. Người ta cũng giống mình, người ta dự khóa tu vậy đó. Nhưng khi người ta tới, người ta mắt thấy, động trái tim. Thôi, ai tu làm gì làm đi, để con dưới này con phụ. Vậy người ta bằng lòng chưa?
ta có cái bằng không ai cấp được. Có một anh từ ở Cali qua đây ở cả tháng, ở từ giữa tháng 7 cho tới bây giờ, không đêm nào mà anh đi ngủ mà bếp núc không gọn gàng. Anh lao, anh chùi, anh sạch sẽ rồi anh mới đi. Vậy mà 3-4 giờ là anh đã dậy, anh nấu một nồi nước chanh gừng. Pháp Hòa sợ không có, Pháp Hòa mới đi nhờ một người lo chanh gừng. Anh mới nói là ngày nào con cũng làm. Cho nên quý vị mới biết rằng có những vị khi đăng ký là vẫn gọi là ghi danh đi tu chứ không có nghĩ gì hết. Nhưng khi qua tới đây quá nhiều việc. Quý vị biết có những người ghi danh, lúc nào cũng ghi danh tu mà lúc nào cũng ở ngoài trái đường không à. Nếu mình họ vô đây hết rồi ngoài ai lo? Mà quý vị biết lo cho 1.000 người ăn chứ đâu phải là 10 người, 100 người đâu. Nội cái mà rửa xong rồi bưng tô ra, bưng chén ra, đâu phải là một chuyện bình thường. Cho nên cái bằng hồi sáng quý vị cầm đó là một tờ giấy để gọi là chứng nhận khuyến khích, chứ nó không có cái giờ đem cái bằng đó ra. Ráng thu mà được vài chục cái lên trển trình Phật Di Đà. Thật ra thì câu hỏi đơn giản là giờ Pháp Hòa mới thưa là không có sao đâu. Mình cũng trân trọng tất cả những người đến đây, người ta tu kiểu khác, mỗi người đều tu hết đó. Mà thật sự các vị đó, như ngày hôm qua quý sư cũng có nói, trời ơi tụi con nấu ăn trong này mà ăn lát cái vô xin miếng chanh, lát vô xin miếng gừng, tụi con đâu có thời giờ mà đi tìm cái đó. Thì Pháp Hòa mới dặn cái cô mà làm trà nước đó, thôi mỗi ngày cô ráng lo cái vụ đó dùm. Quý vị nói dạ, làm bao nhiêu cũng không xuể hết. Cho nên quý vị nào mà đến mà thiếu đó, không phải là không có, mà tại nó hết thôi. Rồi có nhiều khi do mình không có cái nhu cầu mình cần thì mình có những lời nói không dễ thương với các vị ở trong đó. Pháp Hòa nghe hết á. Cho nên ngày nào Hòa cũng đi rảo, rảo từ vòng này rảo tới vòng kia. Cho nên là thưa quý vị là mình nên thông cảm, và mình cũng nên trân trọng tất cả những người mà người ta đã đóng góp cho mình. Bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con phương cách nào để con buông bỏ nỗi khổ tâm nó động trong đầu của con. Mặc dù con có niệm Phật để tập quán chiếu, nhưng khi thoát thì lại bị nó vẫn ở trong đầu của con. Khi mà mình khổ tâm á, tại sao mình khổ? Là vì những cái gì mình không bằng lòng là mình khổ. Bất cứ cái gì, dù mình đang ngồi đây mình tụng kinh, mình tụng kinh mà cái kinh nó không giống kinh mình nghĩ mình phải tụng, mình cũng khổ nữa. Thí dụ như sáng nào quý vị cũng tụng Lăng Nghiêm quen rồi, giờ qua đây quý vị tụng kinh toàn tiếng Việt, nếu mình không thích mình cũng khổ nữa. Nhưng mà quý vị nào mà cảm thấy ồ, những bài kinh này rất là hay, hoàn toàn bằng chữ Việt, mình tụng đâu mình hiểu đó. Chứ thật sự ra bây giờ bài tụng Lăng Nghiêm cũng không sao, nhưng mà quý vị tụng xong thời Lăng Nghiêm thì Lăng Nghiêm vẫn là Lăng Nghiêm, và mình thì Lăng Nghiêm để chạy theo, tại vì mình tụng không kịp. Nếu mà quý vị mà đưa Lăng Nghiêm mà cho quý thầy mà tụng đó, quý vị chỉ có nằm bò nghiêng ngửa chạy theo thôi, thì quý thầy tụng rất là nhanh. Thì 10 ngày này quý vị cũng đi công phu sáng, nhưng mà thiệt sự ra mình không nắm hiểu được hết. Nhưng mà nếu quý vị tụng cái quyển Nhật tụng đó, bài nào hiểu bài đó, bài nào mình hiểu bài đó. Thật ra Nhật tụng thiền môn cũng là công phu thôi,
Nhưng mà chúng ta công phu cái gì, tụng cái gì mà chúng ta hiểu là nó có tác dụng. Cho nên tại sao khi quy y, mình phải quy y bằng cái ngôn ngữ của mình, vì đó nó mới tác động vào tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ quý vị không biết tiếng Anh, Pháp Hòa mới nói quý vị hãy lập theo tôi, I take refuge in the Buddha. Mình cũng đọc nhưng không có tác động vô tâm. Nhưng nếu Pháp Hòa nói đại chúng hãy đọc theo con về nương tựa Phật, quý vị đọc, ồ hiểu rồi, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đọc xong câu đó tác động vô tâm. Cho nên cái pháp tam quy đó, mình phải tự nói và tác động vô tâm thức mình thì pháp tam quy nó thành. Cho khi mình truyền giới cũng vậy. Nếu mà quý vị hiểu được cái nghĩa của giới, thí dụ mình nói nhất vi nhị viết bất thâu đạo, quý vị cũng nói con hiểu, con biết cái đó là nhị viết bất thâu đạo, nhưng không hiểu. Ở khi nói rằng giới thứ hai là không được trộm cắp, hiểu liền. Mình hiểu được, thành thử khi mình rờ vô cái món đó đầy trộm cắp nha. Chứ mình tụng cái gì, mình nói cái gì mà từ cái ngôn ngữ mình hiểu. Cho nên Pháp Hòa khuyến khích đại chúng chép kinh là vậy. Khi mình chép đó, tâm mình nó vô cảm vô đó. Và có thể người đó chưa bao giờ chép một quyển kinh hay là đọc một trang kinh, nhưng mà nghe chép kinh để dưới chân Phật khoái quá chép. Trước khi dứt còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà kể đại chúng nghe, có một vị Phật tử chép kinh Di Đà mà chép mà tay run nè, mệt mỏi chép không được, ba lần bỏ cuộc. Cuối cùng phone cho một người bạn đó, thôi tôi bỏ cuộc, tôi không chép kinh nổi đâu, chắc tôi nghiệp nặng. Thì cái vị bạn đó mới nói thôi chị ráng chép đi, chị chép chị hồi hướng cầu an cho con chị đang bệnh. Giống như một cái lời khai thị, cái vị Phật tử đó bừng tỉnh lên, ngồi chép quyển kinh Di Đà trong một buổi. Quý vị biết từ cái gì mà làm được? Từ tình thương. Mình không có thương là mình không làm được. Cho nên có từ bi là cái gì cũng làm được. Cho quý vị thấy rằng á, hôm nay mình đi làm lễ ở bên cái lễ đài Di Đà đó. Quý vị qua quý vị thấy tương tất vậy đó. Khuya ngày hôm qua vẫn còn người làm bên đó, sới đất ban sỏi, làm đủ thứ hết để cho mình có một không gian đi qua bên đó. Mình đâu có thấy. Cho nên có những vị mật tích kim cang kình sơn trì sử biến hư không giới. Quý vị nhớ câu đó không? Kim cang mật tích là những vị thần ẩn tích, không nói tên là mật tích mà, không có nói ra. Nhưng mà những vị này làm những việc phi thường, có những việc ôm núi gọi là kình sơn trì sử, cầm cả ngọn núi, thậm mà việc lớn như cầm cả ngọn núi, việc nhỏ như cầm có cái chài. Vậy mà các vị đó biến khắp hư không này đó, biến khắp hư không này chứ không phải thường đâu. Thôi mình hết giờ rồi. Bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa có mấy việc ha. Pháp Hòa sẽ để dành mấy câu hỏi này lại, sẽ trả lời trong một bài giảng tới. Bài giảng này sẽ được trả lời vào khóa tu năm sau. Có những Phật tử còn đặc biệt hơn là mua xe lên nhờ thầy lái dụm vòng. Trước khi Pháp Hòa đi qua đây thì có một cô Phật tử ở Việt Nam qua. Thì cổ đi qua thì buổi chiều đó Pháp Hòa đang ngồi trong chùa với mấy chú, rồi cổ mới lật đật cổ chạy vô. Thầy ơi thầy, thầy có khỏe không thầy? Con nhờ thầy ra xe dùm con chút. Pháp Hòa tưởng cái vụ gì, đưa chìa khóa cho thầy con. Mình tưởng cổ cúng chiếc xe. Tưởng cổ cúng chiếc xe, nó dạ dạ thôi khỏi.
Nó nói dạ không. Thằng con trưa của con nó mới mua chiếc xe, con nhờ thầy vô ngồi chút cho nay lấy hơn. Cổ mới móc trong túi cổ ra một cái tượng, tượng Phật mà Phật ngồi. Mà bây giờ mấy cái ông mà làm tượng Phật ổng tâm lý dữ lắm. Nếu xây rang chiều là hướng rang trước mà quên nhìn cái ông tài xế rồi. Bây giờ ổng tạo cái tượng có hai mặt. Nó hòa ra nó thấy thằng con trai nó sao nó cứ cầm cái tượng, nó cứ kéo tới kéo lui. Nó tưởng đâu á là phải để ngay trước mặt nó. Mà quý vị biết cái bằng lái, cái tay lái nó bằng dày rồi, ở trên nó có cái mũi tròn tròn vậy nè. Nó tưởng đâu là phải để ngay đây. Bây giờ nó đang phân vân hai chuyện. Một là gắn không dính. Hai mà nếu gắn ở đây á thì cản trở cái mặt nó làm sao nó lái. Chà, nó cứ ngồi nó rầu hoài mà không biết làm sao. Cái Pháp Hòa nó không không, con phải gắn đây, con gắn đây nè. Bà má chạy ra tới cái được không thay, được không thay, không được con còn cái khác. Ở trong túi bà móc ra mấy cái luôn, bà coi coi, nghĩa là Phật nào treo được treo lên. Cái thì quý vị biết đó là để cái tượng Phật như vậy rồi. Đưa chìa khóa cho thầy con, thầy lái vòng. Xong rồi bà chưa chịu nó, thầy đứng ngay đầu xe rồi. Pháp Hòa nó bữa nay hốt hụi. Hồi nào giờ mình làm thầy chùa tụng đám cưới biết, đám tang biết mà chưa biết vụ này à. Nhưng mà mình theo Phật rồi, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh muốn sao mình cũng afternoon hết. Afternoon nghĩa là chiều á. If you want I afternoon you. Mà nếu mà mình ông thầy mà nói dạ tôi không biết vụ này là ugly tiger. Xấu hổ lắm. À thôi thì cũng giả bộ ra đứng một chiếc xe bắt ấn rồi. Trời cha bà khoái quá, hít hà, thầy linh quá. Trước khi đi vô mình cũng thầm với con câu chứ bộ, lái xe cẩn thận nghe con. Con mà lái không cẩn thận là thầy hốt hụi à. Thưa đại chúng, là bây giờ mình đặt ra một cái công án cho mình. Cái công án nghĩa là một cái đề mục. Phật có trong xe không? Như vậy thì cái ý niệm mà mình treo Phật trong xe không phải để Phật phù hộ cho mình, mà bởi vì Phật nghĩa là người giác ngộ. Mà Phật treo ở đó là để Phật soi với mình. Cái tượng Phật treo trong xe là vật ấn tâm. Còn mình có lòng mình thỉnh Phật để treo trong xe là tâm ấn vật. Mình đi ngang mình thấy một cái hình đẹp, thích quá, liền nghĩ tới chiếc xe mình. Đó là tâm ấn vật. Kể từ giây phút mình đem Phật mình để trong xe thì cái đó là Phật ấn tâm. Nhiều khi mình ngồi trong xe, người ta lái ẩu, mình vừa định quay kiếng xe xuống mình đưa ngón giữa, Phật chiếu tướng mình, à kéo xe, mô Phật. Hồi nãy mình có ngón nè, mà nhờ có cái tượng Phật đó, cái Phật đó là Phật ấn, ấn tâm, tâm mình nó chuyển. Không có một người nào đi ngang hình Phật mà dám chỉ trỏ nói những cái điều bất kính. Như vậy thì cái hình ảnh của Phật nó có cái công năng để trị những cái thô của chúng ta. Mà đặc biệt cái thô từ cái lời nói, đặc biệt là khi chúng ta lái xe mà chúng ta có cảm giác một người nào lái ẩu là mình muốn chửi họ liền. Thậm chí quay kiếng xuống,
đi đầu thai hả mày? Ảnh hưởng phim Tàu. Hồi đó Việt Nam có câu đó. Coi phim Hồng Kông riết cũng có câu đó. Cho nên đó, mình treo Phật ở trong xe, xây ra xây vào, thậm chí mình treo cái hình, đều là cái mang cái ý nghĩa nhắc nhở mình. Mình đi ngang một cái bức tượng Quan Âm ở để ngoài tiệm, ồ mình nhớ tới ở nhà mình có cái đoạn tủ, cái tủ đó để được cái bức tượng đó. Nhìn thấy cái tượng đó thích thì lấy tâm ấn Phật, nhờ thầy đem chú nguyện thì lúc đó thầy cũng lấy tâm ấn Phật, thầy chú nguyện vô trong đó. Thầy nói gì không biết, nói rồi quý vị làm rồi thầy làm gì. Đó thì thầy chú nguyện vô trong đó rồi, thật sự thầy cũng có nói gì đâu, đơn giản lắm. Hôm nay có Phật tử thí chủ này tên này nè, thỉnh ngài về để an vị ở nhà, ngưỡng mong ngài gia hộ cho quý Phật tử thân tâm an lạc, tâm bồ đề tăng trưởng. Nói chung là mình đặc biệt luôn, thiệt sự thưa đại chúng Pháp Hòa, không bao giờ thiếu câu này: gia hộ cho Phật tử tính tâm kiên cố. Không bao giờ Pháp Hòa cầu nguyện cho Phật tử mà thiếu câu đó. Bởi vì chỉ cần quý vị có niềm tin bất hoại nơi chánh pháp thì đạo Phật mới còn. Quý vị mà lung lay niềm tin thì đạo Phật mất. Đặc biệt là khi mình ở một cái xứ này, quá nhiều những cái mà làm cho chúng ta lung lay. Cho nên lúc nào Pháp Hòa, thậm chí một đứa nhỏ, ba mẹ nó ẵm nó lên nhờ thầy chú nguyện, sao nó khóc đêm hoài, hay là nó ăn, nói chung là người ta có niềm tin Phật Pháp ta mới tới. Nhưng mà mặc dù cái tin đó chưa phải thật là chánh pháp, nhưng mà người ta còn ẵm nó lên chùa nhờ thầy còn đỡ hơn là người ta không nghĩ tới. Mình phải thấy cái đó. Cho nên luôn luôn Pháp Hòa chỉ mong quý vị một điều là tính tâm kiên cố, khởi niềm tin với chánh pháp, với Tam Bảo càng ngày càng lớn. Chưa bao giờ Pháp Hòa nguyện gì cho bản thân mình, cho gia đình, cho cha mẹ, cho anh em cũng có. Luôn mong Phật Pháp trường tồn, mà có người chánh tính thì Phật Pháp mới trường tồn được. Thậm chí quý vị đi thỉnh một cái tượng Phật về, quý vị đeo trong người, và với cái ý niệm là đeo để Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Chứ đâu có ai nói con đeo để mỗi lần con giận con nhìn Phật cho con bớt giận đâu. Không có. Phần lớn là cho con mạnh giỏi không à. Rồi bây giờ mình đeo như vậy, cái mình mới nói vậy đi trong nhà vệ sinh thì sao? Có người mới bày nó hả miệng để Phật vô. Mô Phật. Mình mà mình đem cái tượng Phật mình để vô trong miệng mà mình ngậm với cái ý niệm là ở ngoài này nó dơ, chắc trong này nó sạch. Đặc biệt là mới ăn tô phở, mới ăn cái gì đó, thành thử ra nếu nói là dơ thì cõi Ta Bà này không chỗ nào mà không dơ. Mà nếu nói là sạch thì không có chỗ nào mà không sạch. Bởi vì cái quan trọng là tâm mình sạch. Đấy, quý vị đưa ly nước, quý thầy bắt ấn, quý thầy vẽ kêu nước cam lồ. Cam là ngọt, lộ là xương, rồi thầy rải cái hứng. Mà hồi nãy mà a cầm cái ly không mà rải là sợ à. Có thầy quậy quậy trong đó. Hỏi quậy gì? Án xì bùa lẳng tẳng. Cho nên cái tin của mình cũng không sao. Nhưng mà từ cái tin đơn giản, cái tin đơn thuần, cái tin sơ cơ, mình hãy đưa cái tin mình lên tới cái chỗ gì? Cao độ là chánh tín. Quý thầy là hằng thuận chúng sanh, đa số là Phật tử sợ xui, sợ bệnh, sợ đủ thứ, thì thôi quý thầy phải tùy thuận. Nhưng bây giờ hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng một điều là mình đừng đặt vấn đề là
Phật hướng về hướng nào mới tốt, mà mình phải hỏi là mình có hướng Phật không. Thậm chí mình thờ Phật ở trong nhà mà mình có hướng Phật không. Lâu lâu Pháp Hòa có dịp đến nhà Phật tử có công việc, bất cứ nhà đình nào, cái việc Pháp Hòa đầu tiên đến là Pháp Hòa đi tìm bằng Phật. Pháp Hòa xá, xá Phật, xá ông bà của quý Phật tử đó thờ. Mà hễ Pháp Hòa mà thấy một cái bàn Phật mà trang nghiêm, trong bụng mình vui lắm. Mà thấy một cái bàn Phật mà trời ơi nước bông á thì nó đục ngầu, mà cái bông nó héo ngoắt xuống dày, mà trái cây nó úng nó thối lên. Cái mình mới nói cô có giấy không để Pháp Hòa đi clean giùm cho. Pháp Hòa thấy bàn Phật dơ mà chịu không có nổi. Cho nên mình thờ Phật mà hằng ngày Phật ở đó với mình, mà mình chỉ thỉnh Phật về một lần mà tâm mình cả tháng không hướng Phật. Phật thì rõ ràng hướng mình, nhưng mình không hướng Phật thì làm sao mình thỉnh Phật. Cái câu là thỉnh Phật an vị. An là an ổn, vị là vị trí. Thỉnh Phật an vị trí đó, như nhà mình góc cạnh nào mình thỉnh Phật an vị, thì mình cũng đừng quên rằng ngay cái giây phút đó Phật phải an vị trong tâm mình. Mình phải an một vị, một đức Phật trong tâm mình, để bất kỳ mình đi đâu, ví dụ như mình lái xe, mình lái tăng cái speed lên, mà quý vị thấy không, mình hơn người ta có một chiếc xe cũng để làm gì, tới được tới đâu. Vậy mà chỉ hơn một chút thôi là tai nạn có xảy ra. Mà mình chỉ cần mình dừng xe lại, mình nhường tay một chiếc thôi, chừng 5 phút, mình trễ 5 phút và mình sớm 5 phút đâu có tới đâu. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận cái đó thì mình có thể gây tai nạn. Mà một khi mà tai nạn xảy ra thì có thể mình chết, hoặc là mình bị một cái thương nặng, thì chừng đó mình mất tất cả. Mất sức khỏe. Mất sức khỏe là mất nội tài, mất nhà, mất cửa, mất xe, mất tiền, mất bạc gì đó là mất ngoại tài. Tim gan phèo phổi lá lách, ruột già ruột non, trong cơ thể mình là nội tài. Những vật chất xung quanh mình có, mình đang hưởng là ngoại tài. Cho nên quý Phật tử mà đăng ký mà cho người ta những cái tim gan gì của mình đó, cái đó là bố thí nội tài. Còn mình thấy đâu người ta thiên tai bảo lục, mình cho tiền cho của là ngoại tài. Mà mình không cẩn thận, mình chỉ hơn muốn hơn 5 phút, mình hơn, mình không chịu lùi một chút, thì chuyện nó sẽ lớn, nó sẽ xảy ra. Thì ngoại tài, nội tài đều mất hết. Nó có một cái bài thơ, bài kệ, khi mình lái xe nó có, mình phải đọc cái bài kệ đó. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thường thường bây giờ xe nào cũng có cái remote đó. Ngồi trong nhà bấm một cái, hai mấy phút, 5-7 phút sau cái xe nó ấm rồi mình ra. Đặc biệt là Canada, phần lớn là có, bởi vì xứ lạnh, mùa đông tuyết nó ngập xe, phủ xe. Mà bây giờ mình ra, mà mình, quý vị biết không, mình ra đó, mình để cái chìa khóa vô, mình đề rồi mình đóng cửa lại, đôi khi mình quên cái mình lóc cửa xe. Rồi thậm chí á, mình để như vậy, mình quét tuyết rồi mình đi vô trong nhà, ra tới là mất xe, bến bị hoài gì. Cho nên bây giờ người ta có cái remote control, nó tiện lắm. Mình bấm, nhưng mà rồi mình bấm cái đó là mình có thần thông. Mình có thần thông rồi đó, ngồi chỗ mà chuyện gì nó cũng có thể, mình biết được là có thần thông rồi. Nhưng mà cái đó chỉ mới thần thông tay chân thôi. Mà mình còn phải có thần thông ở trong cái tâm thức của mình. Hồi trước người ta không có biểu mình phải cài xe an toàn, cài dây an toàn.
Nhưng mà khi tai nạn xảy ra nhiều quá thì phải có dây an toàn. Bây giờ các tổ chế cho mình thêm bài kệ cài dây an toàn. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái tích tắc chết là tại mình ỷ lại đó, chứ đi xa mà cài beo là chuyện thường rồi. Đây qua đó mà cài beo làm chi? Nhưng mình đâu có biết. Chuyển tức tức thị lai sanh, chỉ cần một hơi thở thôi là mình đã qua thế giới bên kia rồi. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duy nhi cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bộ, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, sáng còn tối mất. Trong một sát na mình đã qua thế giới, mình đã qua đời khác rồi. Sát na dị thế là đổi một cái thế giới khác. Thế thì mình đâu có được như vậy. Cho nên cái bài đó là cái bài một công án, một câu thần chú. 1/3 tai nạn xảy ra tại nhà mình, xin lỗi, xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có một cái ông đó, ông làm manager cho một công ty bán đất nghĩa trang. Có một bữa Pháp Hòa đi đám tang thì gặp ông. Ông mới nói trời ơi, tôi lúc này tôi bị xui lắm. Hỏi sao vậy? Tôi bị phạt overspeed hoài à. Pháp Hòa mới hỏi ông bị phạt bao nhiêu. Ông nói giờ cái tích kịch cũng vài trăm. Ở Mỹ có bị vậy không? Vài trăm. Ồ, Pháp Hòa mới nói như vậy là bây giờ tôi cho ông một bài kinh nghe không? Overspeed 250, 300, làm cái giấy nhỏ nhỏ dán ngay cái bằng lái xe đó. Nếu mà cái câu đó mà nó dán ngay đó, mà nó có khả năng, nó soi chiếu mình, nó làm cho mình chậm lại, thì nó tương đồng với cái hình phạt. Có mấy em thanh niên nó lái ẩu lắm. Mình ngồi trên xe nó, mình nhắm mắt niệm Phật không chứ không dám làm gì. Mà cái chân của mình nó cứ đạp thắng miết, đi xong về mỏi chân quá. Pháp Hòa mới nói con có thương con của con không? Dạ thương chứ. Vậy con chụp hình nó treo ngay đây nè, để khi mà mình sắp sửa ẩu thì mình nhớ tới con mình. Lỡ có chuyện gì bỏ con vợ lại nghe không? Cái hình đó, cái hình đứa nhỏ đó bằng với tượng Phật. Đâu nhất thiết phải treo Phật, treo một cái lá bồ đề, treo một cái cây thông cho nó thơm. Giống như ở đây xe ta hay mua cái car gì đó fresh để cho nó thơm vậy. Nếu mà mình bước vô xe mà cây thông đó, cái mùi thơm nó làm cho mình tỉnh táo, mình lái xe nhắc nhở mình, thì cây thông nó bằng hình Phật. Mấy đứa nào mà nó hay nóng giận, nói bậy, nói bạ đó, Pháp Hòa biểu chụp hình đứa con, bỏ con cell phone đó. Mỗi lần mà giận lên sắp sửa nói bậy, nhìn con, cha để phước lại cho con, nói bậy con gái hưởng. Con trai để phước lại cho mẹ, để phước lại cho con trai nha. Nó nổi giận nói bậy, con trai lãnh đủ, nhắc mình vậy. Cho nên cái hình Phật hay là những cái câu châm ngôn, nó có cái công năng, nó giúp cho mình điều phục lại. Quý vị thấy có nhiều khi mình đây, thí dụ như cái cổng chùa Huệ Quang, mình đi ra một là quẹo trái, quẹo phải vậy đó, mà có những người người ta cứ lái tới là mình cứ nhích đi ra. Rồi nếu như mà mình gấp một cái mình đi ra là tai nạn. Mà quý vị sẽ nghe những cái tai nạn như vậy thường xuyên lắm. Và thế thì bây giờ mình treo Phật ở trong đó, lẽ Phật cũng phù hộ. Mà rõ ràng tôi có đem lên thầy có chú nguyện mà, không lẽ thầy chú lộn. Cho nên thưa đại chúng, không phải có Phật ở trong đó rồi là mình ỷ lại Phật. Bây giờ Pháp Hòa thưa là bây giờ thí dụ như mấy ông cảnh sát mà mấy ông đứng dọc đường, bây giờ mấy ông có mấy cái kỹ súng mấy ông bắn.
mấy cái ông đó cũng giống như Phật vậy đó, cho mình chậm bớt lại, không có mấy ổng là mình over. Thay vì mình chửi mấy ổng, ai bắt mình nếu mình đi đúng đường, mình đi đúng luật đâu, mình chỉ bị phạt khi mình phạm luật thôi. Nhưng mà đa số lúc bình thường không nói gì hết, mà hay bị phạt là chửi. Chửi mấy ổng tội nghiệp. Thành thử mấy ổng nếu mình quán chiếu, mình tư duy, thì mấy ổng là những người hộ pháp thiện thần giúp cho mình. Này, hồi nãy Pháp Hòa đi ngang mà thấy chùa có treo tượng hộ pháp ở đằng trước nhiều lắm. Ở Việt Nam á, quý vị có biết là cái đường lên Đà Lạt có mấy cái miễu không? Có mấy cái miễu. Nhiều khi á, người ta dựng lên mấy cái miễu đó đó, mấy cái miễu đó linh lắm, thờ những cô hồn các đảng, những người mà tai nạn ở đó. Mà hễ mà đi tới cái cua đó mà thấy cái miễu đó đó là lột nón xuống, lái chậm lại, sợ cô hồn dục. Như vậy thì cái miễu đó có công năng làm gì? Chậm chúng ta lại mà giảm tai nạn. Cho nên thưa đại chúng, đối với Phật giáo chúng ta không bác cái gì hết á, không có bác ai hết á. Nhưng mà chúng ta biết hướng người ta từ một cái tin tưởng rất là sơ cơ, đi đến một cái tin trong sáng mà làm đẹp cho cái đức tin của họ. Ví dụ như các vị mà thờ ông gì, ông Táo đó. Ông Táo có, mình đâu có thờ. Nhưng mà đa số nhà nào cũng tin là ở dưới bếp có ông đó, ông Táo. Ở ngoài trước mình thờ ông gì? Ông Thiên. Ở giữa nhà mình thờ ông gì? Ông Bà. Ở trước thờ ông Thiên, vô nhà thờ ông Bà. Vô nhà thờ ông Bà. Ở sau thờ ông Táo. Vậy là ba ông chấn ba chỗ. Mình muốn làm ăn mà làm ăn bất chánh không có chỗ nào được. Ra ngoài có ông Thiên ông ngó. Ra bếp mà ăn dụng bảy ba ông bắt. Ở trước này mà cũng ông Bà cũng ngó tới ngó lui mình. Cho nên đó là cái ý niệm ông Bà mình ngày xưa tạo những cái hình ảnh như vậy, thờ cúng như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở chúng ta sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Chữ thiện là khéo, là tốt. Đầu cũng phải tốt, giữa cũng phải tốt, sau cũng phải tốt. Một người học Phật Pháp, người ta học Phật Pháp ba là thời kỳ: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Lúc nào cũng phải có cái thiện lành. Ông thần tài á, nếu ổng là thánh, tại sao để ông dưới đất thờ? Thánh thì phải lựa chỗ nào cao cao chứ, thờ dưới đất ổng buồn chết. Nhưng mà bởi vì ổng mang cái tên rồi, thổ địa, thành thử phải thờ thấp thấp để ổng xuống cho nó gần. Mà thổ địa thì thường thường đi chung với gì? Thần tài. Tâm mình là thổ địa đây, gia đình cái này, cái nhà này thổ địa. Nhưng mà tiền của mà thổ địa biết giữ thì tiền của mới không mất. Cho nên tiền biết xài là thần tài, tiền xài phí là thần tài đi chơi. Quý vị thấy người ta cúng trà cho ông thần tài, người ta cúng năm chung, tượng trưng cho ngũ phương. Trên cái bảng có ghi mà, ngũ phương, ngũ thổ, đông tây nam bắc, khoảng giữa. Cho nên á, mình đeo Phật ở trong người của mình, mình thờ Phật ở nhà, rồi mình thờ Phật trong xe, mà rốt cuộc mình chỗ nào cũng có Phật, mà không có cái lúc nào mình có Phật hết. Nhà thì thờ Phật, xe cũng có Phật, mà thậm chí trên người mình 24/24 có Phật, mà ngôn ngữ không có Phật, hành động không có Phật, ý nghĩ không có Phật, thì Phật nào phù hộ mình nổi? Phật hướng về mình rồi, mà tại sao mình không hướng Phật? Mình đeo cái ông Phật trong này để cầu Phật mạnh giỏi, mà mình nói bậy, người ta đánh mình thì làm sao mình mạnh giỏi nổi? Mình mạnh là phải giỏi, còn mạnh mà dở thì không nên mạnh. Giỏi cái gì? Giỏi điều phục,
giỏi điều phục cái tham, cái sân, cái si, những cái ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Thờ Phật như vậy là thờ có ánh sáng. Tại sao trên bàn thờ Phật mình giữa để lư hương, hai bên hai cây đèn, trí tuệ của Phật, trí tuệ của mình ngang nhau. Bát hương là giới, ai cũng phải giữ giới nghe. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thắp hương thắp ba cây là giới, là định, là tuệ. Nhưng mà một cây cũng được, bởi vì trong định có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định. Một cây thôi. Bên này bình hoa là nhân, bên này trái cây là quả. Không bao giờ mà Phật giáo không nhắc chúng ta đừng quên cái đạo lý nhân quả. Hoa là nhân mà trái cây là quả. Anh muốn tốt thì anh phải làm tốt. Anh muốn nhà anh yên thì anh phải giữ cho nhà mình yên. Phật ở đó chỉ là cái người làm cái biểu tượng. Phật là biểu tượng, tượng Phật là biểu tượng. Mình lại hy không cái tượng Phật, mà rốt cuộc Phật là do mình hùng tiền ra làm. Phật hùng tiền, mình hùng tiền mình làm tượng Phật, mà giờ Phật phù hộ lại mình làm sao? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Phật không phù hộ. Mà Phật phù hộ cho mình bằng cách là Phật chỉ cho mình cách đi và cách sống. Mình muốn tới chùa Huệ Quang có mấy đường để tới, mà đi đường khác là không được, quẹo chỗ khác là không vô được đây. Cho nên có cái bài sám hay lắm, hồi nhỏ qua thuộc. Muốn đi có một đường này, có đường nào khác hết á. Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Anh muốn tu theo Phật mà anh đi đường khác sao gặp Phật? Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Cho nên lại Phật là mình động khao chí gì? Chí tâm. Hay đọc là nhất tâm. Nhị tâm, tam tâm, tứ tâm là không được, phải nhất tâm. Nhất tâm hướng về Phật. Mình nói, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Mình nói con và ngài, hai cái tánh của con với Phật bằng nhau, không có khác. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ tương ứng thông cảm giữa con với Phật không thể nghĩ bàn. Bây giờ con đứng ở đây, con đứng ở đây mà nếu mà xung quanh này có 10.000 tấm kiến thì thân của con sẽ hiện trong 10.000 tấm kiến. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trong con có mười phương chư Phật, mười phương chư Phật có trong con. Tụng kinh như vậy, niệm Phật như vậy, thờ Phật như vậy, ai nói mình mê tín? Ai nói mình mê tín? Mà mình biết hướng, nghĩa là Phật là ngồi đó, nhưng mình phải hướng Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị vô chánh điện, quý vị phải đi tìm Phật. Hướng về Phật mà lại. Ngày xưa bên Trung Hoa đó, có một vị tổ, đạo hiệu của ngài là Trí Khải Đại Sư. Ngài chỉ vì muốn cuốn kinh Lăng Nghiêm á, từ Ấn Độ sớm trở về Trung Quốc. Mỗi ngày ngài đứng ra cái đầu ngọn núi, hướng về cái hướng mà Ấn Độ á, hướng Ấn Độ. Ngài lại, sáng nào ngài cũng đứng ngài lại về cái hướng đó, cầu cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm sớm về đất nước Trung Hoa. Mà quý vị biết ngài lại 18 năm trường. 18 năm trường. Đến khi ngài tịch, bộ kinh vẫn chưa tới. Sau này bộ kinh mới về tới. Rồi có những trường hợp có nhiều người, người ta thương đất nước, thương quê hương. Bao nhiêu năm trời người ta không được về, thì người ta hướng về
cái đất nước nào mà người ta đang ở đâu, mà đất nước đó là ở hướng đó, thì người ta hướng về đó. Quý vị thấy không? Vợ chồng khi cưới nhau, hai người cũng phải hướng về nhau, lễ nhau một lễ. Cái đó gọi là giao bái. Mình muốn mọi việc nó tốt, hãy hướng về nhau. Thế thì bây giờ Phật đã hướng mình rồi, còn chúng ta làm một việc thôi là mình phải hướng Phật. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bỗng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Chỉ cần chúng sanh có tỉnh giác, nhất định sẽ giảm khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà. Cứu cái gì? Cứu từ cái nhân. Đừng làm cái đó khổ. Thật sự ra bây giờ thưa đại chúng nè, lỡ mình khổ rồi Phật cứu được không? Được, nhưng mà cực. Cũng giống như mà trước khi may vá gì á, thà là may cái mới mà ai may trật mà biểu mình sửa thì sao? Cực hơn, sửa được mà cực hơn. Còn trước khi nó là cái gì thì tại sao mình không làm cái cho nó chuẩn? Cho nên nó có cái thước, nó đo. Thước đo này là gì? Tứ diệu đế. Khổ tập diệt đạo. Đây là khổ nè, nguyên nhân của khổ nè. Tôi hiểu ra rồi thì dù chưa hết khổ, nhưng mà tôi đã hiểu lý do nào tôi khổ. Sự tĩnh lặng bắt đầu có mặt, sự an lạc bắt đầu có mặt. Bây giờ tôi chỉ còn làm một việc là đi tìm con đường dứt khổ. Bất cứ làm việc gì, lấy tứ diệu đế ra làm cái thước đo. Việc này lành nè, vì sao nó lành nè, và con đường nào dẫn tới điều lành. Cho nên giáo lý nào, pháp môn nào, việc làm nào mà thiếu tứ diệu đế thì nó chưa hẳn là giáo lý của Phật. Mình than mình bệnh, đó là khổ. Đi bác sĩ, bác sĩ nói nguyên nhân bệnh, đó là tập. Ồ, cảm ơn bác sĩ, hôm nay tôi đau hoài mà tôi không biết tại sao. Bữa nay tôi biết cái bệnh tôi đỡ lo. Đỡ lo là giảm khổ rồi. Mặc dù chưa hết, ngay cái giây phút đỡ lo là diệt. Hết giờ rồi hả? Rồi bây giờ nếu bác sĩ chỉ cho tôi làm sao tôi hết bệnh, bác sĩ chỉ công thức ăn uống, uống thuốc làm sao, điều trị làm sao là đạo. Khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, gọi là tứ diệu đế. Cho nên cái giáo lý tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản, mà là cái giáo lý thâm sâu, mà cái giáo lý không ai mà không thể không biết. Phật tử là phải biết tứ diệu đế. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp hoài khổ, thương mà phải xa khổ. Thương Phật tử Kali quá mà phải đứa hai phải đi về rồi khổ. Nhưng mà không sao, khổ như vậy rồi thì cái chân lý nó lóe lên liền. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, đúng không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, à mà có xa nhau mới nhớ nhau.
Cho nên cái khổ nó lóe lên thì cái tuệ giác nó có mặt. Cho nên đạo Phật không từ, nghĩa là khổ là một sự thật mà mắc cái gì mình phải chạy. Mà mình chấp nhận được nó là đạo có mặt. Sợ già mà có tránh được già đâu. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Cầm sợi tóc lên, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Cái quan trọng là tâm xuân. Cái quan trọng là tâm xuân, nghĩa là tâm mình lúc nào cũng có mùa xuân. Còn cuộc đời này thủy chung là sẽ có mùa thu, rồi sẽ có mùa đông. Nhờ vậy mà nhạc sĩ mới có đề tài viết nhạc. Có những bài hát nói về mùa thu, có những bài hát nói về mùa đông, có những bài hát nói về mùa hè, có những bài hát nói về mùa hạ. Rồi có những tình yêu hạnh phúc, cho nên mới có những bài hát ca ngợi tình yêu hạnh phúc. Mà có những tình yêu tay ba, cho nên mới có chuyện một người đi với một người. Hiểu được cái đạo lý, hiểu được cái đó. Không có buồn thì không có sen, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có những cái giây phút mình khổ, bởi mình ném được cái khổ. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quặng mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ôi đời ta đau khổ quá nhiều. Rồi cuối cùng câu thôi, đời đá vàng. Đời có đá mà cũng có vàng. Có đá mà cũng có vàng. Lúc đó mình hiểu rồi thì không có đổ cho ổng trển nữa. Hồi đi, hồi đầu mình chưa hiểu cái gì cũng đổ ổng hết. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hiểu ra rồi thì à, có trời mà cũng có ta. Giờ làm gì? Tu là cội phúc, tình là dây oán. Cho nên nhờ có khổ mới lé ra cái ánh sáng. Mình mà không đau chân á, đâu có biết lúc này mình già. Mình mà không nhức răng, đâu biết lúc này tới tuổi. Cho nên á, mỗi ngày chừng bắt đầu chừng 4-50 tuổi là mình nhận thơ đều đều. Lâu lâu cái thơ của dentist gửi tới, time's up. Đi trám răng, đi clean răng. Thơ nha sĩ cũng đồng thời thơ chỗ đó đó. Đến khi nào mình gặp một cái thơ tối hậu, tối hậu thơ. Cho nên bây giờ lo niệm Phật, tụng kinh, tu đi. Chuẩn bị apply visa về trển trước. Đi đâu cũng phải có visa hết á. Quy y Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Trời đất ơi, cả đời cả ngày không lo tụng kinh niệm Phật gì hết, mà tới hồi mà sắp đi rước thầy tới tụng 8 tiếng. Thầy thương xót quá, thầy cũng tới thầy tụng mà thầy gục lên gục xuống thầy niệm. Ban hộ niệm cũng gục lên gục xuống mà niệm ta a di rì đô ba ti. Mình đáp lại dừng chân đứng lại sanh rì có sâu. Bởi vì cái tâm mình hàng ngày có a di rì đô ba ti đâu. Mà lúc đó người ta tụng mình biết ta tụng gì. Tâm mình phải hàng ngày phải có a di rì đô ba ti thì chừng đó người ta tụng mới già di nỉ già già na. Còn không mà ông thầy vừa sướng già di nỉ già già na, mình đáp là em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Mình phải có cái tương ứng đó. Cho nên Phật thì ở trong ta,
Mà ta thì hằng ngày hướng ra không có Phật. Ở nhà cũng thờ Phật, trong xe cũng có Phật, trên người cũng có Phật, mà thân khẩu ý thì không Phật. Vậy là Phật độ mình cái gì? Cho nên mình vừa định nói bậy cái nhìn lại Phật. Trời, có nhiều khi đeo Phật tổ bố. Mày coi chừng tao nghe mày. Mà tới hồi mà đánh mà sắp sửa mà sợ mất, lột ra cất cho mát con. Còn lỡ không ai cất nữa, quất Phật ra sao? Và lúc đó không có Phật trời gì nữa hết á. Bây giờ tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Tới hồi mà xuống dưới đó rồi thì bắt làm sao? Đừng bỏ em một mình, trời lành lắm, trời lành lắm anh ơi. Thôi được rồi ha. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy, bây giờ quý vị đã hiểu được ý nghĩa của Phật chưa? Bây giờ cái vấn đề là chúng ta không có sai khi thỉnh Phật ở nhà, đeo Phật trong người và để Phật trong xe. Mà cái quan trọng chúng ta phải hiểu cái ý là sự nhắc nhở. Mình sắp sửa lái ẩu thì Phật toàn ten, đừng ẩu con, đừng ẩu con. Ôi chà, Phật lắc, no way, no way. Mà nếu mà mình ẩu một cái râm mà Phật dính bằng crazy glue, mình đụng một cái râm mà Phật gắn bằng crazy glue mà Phật cũng rớt, Phật nói oh my god, hay là oh my Buddha. Cho nên thưa đại chúng là không có sai. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta làm, chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì. Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta. Niệm đâu Phật đó, một nhà thảnh thơi. Niệm Phật tộc họ Đề Huệ. Lúc nào mà tâm mình có Phật, nhớ Phật, gọi là niệm Phật, thì gia đình mình yên. Tại vì người nóng thì mình bớt, người giận thì mình đừng có giận. Tại vì hai người giận thì đâu còn gì nữa. Có nhiều khi vợ chồng giận nhau lắm mà kéo ra ngoài nói chứ không có nói. Tại vì có hai đứa nhỏ trong nhà, mình nói tùm lum tà la nó nghe. Hai đứa nhỏ là hai ông hộ pháp. Còn cho nên á, thưa đại chúng, mình có bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn bằng hữu, bà con quyến thuộc, ơn chúng sanh. Bây giờ có một cái ơn gọi là ơn thầy trò. Thầy mà tu giỏi, tu tốt cũng nhờ trò. Tại vì mình có đệ tử rồi thì mình phải đàng hoàng, đệ tử nó mới nể. Ông thầy ông lên ngồi ông ăn, ông ăn mà ông cầu kỳ lắm. Tới hồi ông sặc cái mũi mì nó dính. Ông dặn đệ tử: thầy ăn sao con phải ăn vậy, thầy gấp sao con phải gấp vậy. Ổng gấp mì, ổng bó ớt, sặc cái mì nó dính. Đệ tử chắp tay nói: dạ cái này con làm không được. Quý vị còn năng lượng không? Dân Cali ghê gớm thật. Hồi chiều có một bác Phật tử thấy Pháp Hòa tội quá đi. Từ sáng tới tối ta nói hết chụp hình rồi, thấy hình chụp. Chụp một tấm chưa đủ, chụp hai tấm: thầy ơi, tấm nãy thầy mặc áo nâu, tấm này thầy mặc áo vàng. Thầy ơi, Pháp Hòa không lẽ nói còn tấm nào thầy có tóc. Để tấm kia con mặc đồ thường, tấm này con mặc áo tràng. Bác thấy tội, bác vô nói: trời ơi, Phật tử Kali dắt thầy không còn miếng.
Kính thưa thầy, dạ thầy có khỏe không thầy ơi? Mùi quá. Cho con hỏi vì duyên gì mà tại sao anh em gia đình và mẹ cứ nói xấu con hoài? Con rất mệt mỏi và không muốn về nhà. Con phải mang tội bất hiếu không? À, con cảm thấy con cảm thấy thoải mái khi không về nhà. Vậy là con phải làm sao? Có phải nghiệp đã hết, không còn duyên với gia đình? Cái này tối nay mình sẽ gặp nhau rồi có cái mù rùa lắc mới trả lời được. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Cụ Nguyễn Bính nói vậy đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái vấn đề là nhiều khi á, trong cuộc sống hàng ngày á, do cái sự hiểu lầm, chứ hiểu đúng thì không có cái chuyện này. Nó phải có duyên do. Thì thôi bây giờ nếu người nhà mình chưa hướng tâm về mình, mà nếu mình cũng quay lưng nữa thì làm sao có cùng một hướng. Thôi thì bây giờ đạo hữu chịu khó, ở đời mà cái đức hy sinh đó, nó cần thiết lắm. Người ta khó chịu thì mình chịu khó, người ta có lòng thì mình có bụng. Thì bây giờ nếu như gia đình chưa hướng về mình thì thôi mình chịu khó hướng về gia đình. Làm gì làm chứ, máu chảy ruột mềm, lá rụng về cội. Thôi thì chịu khó về với gia đình, hướng về gia đình, mặc dù mình phải chịu lép một chút, nhưng mà thôi lép với người nhà chứ có lép với người dưng đâu mình lo. Nó có nhiều cái để chúng ta quán chiếu. Rồi lỡ một mai nếu như á, mà cha mẹ hay ai đó mà đi rồi thì đôi khi mình hối hận không kịp. Thôi thì bây giờ trước khi cái chuyện nó tệ hơn nó xảy ra thì chúng ta hãy đừng để nó xảy ra nặng hơn nữa. Sở dĩ ngày nay nó như thế này là bởi vì cả hai bên chưa có được cái sự thông cảm. Cho nên á, đây là mình nói với cái vị mà hỏi này, nhưng mà đối với người nhà cũng vậy. Nếu như mình thấy con mình hay người thân mình đã có lòng hướng về với mình, cho dù dẫn 9 xe 10 vàng thì mình cũng đói hoài trở lại. Giống như Phật vậy thôi. Quý vị thấy khi nào mình khổ, mình niệm Phật có khác không? Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi nào mình bớt khổ của mình giảm lại, nam mô đại từ đại bi cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc nào mình hết khổ, nam mô Quán Âm Bồ Tát. Mình mà ít khổ rồi cái mình ít có tâm sự với Phật. Thể mà thấy đứng trước Phật mà cầm cây nhang tượng tất gan gì mà xuống còn khúc là biết rồi đó. Con vái Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm, con thế này con thế kia. Cho nên gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù. Vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Cho nên cái cách của mình đó là khi mình khổ thì mình sẽ tìm Phật, không bao giờ bỏ mình. Mình thì hay bỏ Phật. Có nhiều khi vì tình yêu bỏ Phật cũng có vậy, vì cái ơn nghĩa mà bỏ Phật cũng có vậy. Người ta bảo lãnh qua, bỏ Phật cái một, vì một chút xíu tình cảm mình bỏ Phật ngàn đời cũng khó vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mình muốn quay về, Phật vẫn làm gì? Tại đây con hãy nếu thầy cổ làm thiệt nè. Em
đang diễn tả Phật Di Đà. Chờ nấm cái làm liền kìa. Không sao, nắm tay thầy còn hơn. Tức là quý vị thấy không, Phật Di Đà lúc nào cũng duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Cho nên là Phật lúc nào cũng sẵn sàng bàn tay với mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nắm Phật không. Có một cái người đó đi trên cái triền núi, té rớt xuống, may quá chụp được sợi dây. Phật ơi Phật cứu con, Phật ơi Phật cứu con. Phật đứng ở trên đỉnh núi, Phật nói đưa tay con cứu, đưa tay đi Phật cứu cho. Nó dạ con không dám buông sợi dây. Nó vậy sao ta nắm ngươi. Mình muốn Phật cứu mà không dám buông sợi dây. Giống mình không? Giống lắm. Tôi đi tu cho rồi để cho mấy người yên bụng. Mấy người cứ làm khổ tôi mấy chục năm trời. Phải không? Mà chỉ cần một đó ha, hồng xuất hiện, thôi xin thầy cho con về. Là Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Thôi thì bây giờ người thân mình không có mặt cho mình thì mình hãy có mặt cho người thân. Vì người xưa thường nói, nếu nói theo xưa, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Trời cao không bao giờ phụ lòng người, cái phụ lòng người có lòng. Còn nếu nói theo Phật thì sao? Mình cảm hóa. Mình cảm hóa người ta. Bây giờ ngược lại, thí dụ như bây giờ cha mẹ nhớ mình mà mình không bao giờ nhớ cha mẹ thì sao? Phải không? Thành thử ở đây là mình nói chung, không có nói một vấn đề của ai. Ở đây là nếu người ta chưa hướng về mình thì mình hãy hướng về người ta. Cũng như vậy. Cũng như vậy. Quý vị thấy là lúc nào Phật cũng có mặt trong mình. Kính thưa thầy, con được bà nội quy y lúc rất nhỏ, 2 tuổi, bây giờ con muốn quy lại, vậy có sao không? Con nghe nói Phật tử không nên quy y 2 lần. Xin thầy từ bi giải thích. Thưa, cái trường hợp mà mình quy y hồi nhỏ đó, cho dù mình đích thân được dẫn tới chùa quy y nhưng mà lúc quá nhỏ không tính. Vì lúc nhỏ nó chỉ là gieo duyên chứ chưa có ý thức. Bây giờ lớn lên á, thì mình nghe cái giới làm lễ lại. Chữ lại ở đây không có nghĩa là mình phản, mà là mình refresh. Mình tiếp nhận pháp tam quy bằng tự tâm của mình, để cho cái pháp tam quy ngũ giới này do chính tâm thức mình hiểu biết mình tiếp nhận. Còn thí dụ mình nhớ cái pháp danh thì vẫn giữ pháp danh cũ, mình chỉ refresh lại thôi. Ở đây passport còn renew mà. Phật tử quy y rồi, cho dù lớn lên 20-30 tuổi quy y á, mà 1 năm 2 năm mà không đọc lại cái giới là coi như là mình cũng lợt lạc rồi đó. Mà nếu không muốn nói là mất giới, theo đúng nghĩa là quý vị phải tụng giới đó. Phật tử đã quy y rồi là mỗi tháng phải tụng giới một lần. Tụng giới bằng cách nào? Nếu mình không có phương tiện về chùa thì tự thân mình phải đứng trước bàn Phật, hay là mình ngồi ở đâu đó an tịnh. Thấy không? Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, con nguyện giữ giới không giết người hại vật, con nguyện giữ giới không tham, không gian tham trộm cắp. Phải nhắc mình như vậy gọi là tụng giới. Chứ còn đem cái điệp về mà treo trên bàn thờ lâu lâu xuống thổi cái phù bụi không, gọi là quy y, cái đó không có tính. Cho nên hồi nhỏ mình quy rồi, bây giờ mình quy lại là mình tiếp nhận lại bằng cái tâm thức của mình. Nhưng mà cho đúng là tất cả Phật tử phải tụng giới hết. Cho bây giờ sẵn ở đây mà cũng khuyến thỉnh đại chúng tụng giới đi. Nếu chùa không tổ chức tụng giới, quý vị ở nhà tụng giới. Thuộc 5 giới, tụng để mình nhớ. Tại làm sao mà mình muốn hát cho giỏi thì mình mở cái karaoke mình hát hoài, hát quỷ, mà kinh không chịu đọc. Mà không chịu đọc thì mỗi lần khổ thì đâu có lời kinh tiếng kệ thì nó giúp mình đâu.
Mà lúc đó là những cái gì nó ra? Những cái bài hát đau khổ đó nó ra. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, trời, mà phải tha thiết vậy đó, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Vì mình cứ nghe mấy cái đó, mình tiếp cái đó, mình đọc cái đó. Còn nếu mình tụng kinh thì khi khổ cái lời kinh nó ra. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài để vượt qua khổ ải, nương thuyền tì để vượt khỏi ái hà. Ái hà tức là bờ mê đắm. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Còn mình nhớ hoài bóng hình kia ngày trước, thương hoài ngàn năm, chắc không? Thành thử ra mình, hễ mình huân cái gì thì cái đó nó ở trong này. Mình huân kinh điển thì kinh điển nó ở đây, mình huân Phật thì Phật ở đây. Mà lúc mất thì cái kia nó không xuất hiện, nó lôi mình đi. Mình lúc nào cũng nhớ Phật thì lúc đó tiền lộ mang mang, don't worry, Phật ở đằng kia đón mình. Vì mình tâm mình có Phật, hàng ngày mình như cái cây nó nghiêng à. Hễ mình nghiêng về trái, cưa nó về trái. Nghiêng về phải, cưa nó về phải. Mình nghiêng cái nào thì cưa cây nó nghiêng về đó. Tâm mình hướng đâu thì nó dẫn mình đi tái sinh về cõi đó. Hết giờ chưa? Kính thưa Thầy, tâm Bồ Đề là gì? Ra tiệm cơm chay đằng đầu đây, đây. Đó có Bồ Đề tâm đó. Bồ Đề tỉnh tâm trái. Vậy là chưa đi tiệm này là hỏi này. Chữ Bồ Đề là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Bu Đi. Mình âm là Bồ Đề. Nghĩa là giác. Nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thương yêu. Tất cả người con Phật nào, tất cả chúng ta làm việc gì từ cái tâm trong sáng của mình thì tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Nếu thí dụ thôi, ngày đầu mình bước chân vô chùa mình tu, mình đâu có danh lợi gì đâu, đúng không? Đó là tâm Bồ Đề. Nhưng mà nếu mình ở chùa tu thời gian mà bị cái danh, cái lợi, cái chức, cái quyền nó làm hư mình thì mình biết đó là tâm Bồ Đề bị thối. Còn nếu mà mình nuôi dưỡng cái tâm đó không bao giờ, dù cho có gì đi nữa vẫn nuôi dưỡng cái tâm tu, đó là tâm Bồ Đề. Thôi bà giải thích đơn giản như vậy, gọi là Bồ Đề tâm bất thôi. Kính bạch con kính bạch thầy, con rất mừng khi con gặp lại thầy ở Orange County mấy ngày nay. Con có câu hỏi, xin thầy quan hỷ cho con biết kinh Lăng Nghiêm nên tụng vào giờ nào, hoặc nên áp dụng cho người mới tu như con hay không? Câu này hồi nãy vào cũng trả lời sơ sơ ở bên Mây Từ rồi đó. Thưa đại chúng, cái bài Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng ở trong cái nghi thức tụng niệm á, Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Mô Đà Tỏa Ác Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa, cho đến cuối cùng 423 câu án A Na Lệ Tỳ Xá Đệ Bê Ra Bạc Xà Ra Đà Rị gì đó. Cái đó là chỉ một phần lớn trong cái, một phần ở trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm thôi, chứ nó không phải là kinh Lăng Nghiêm. Nó là những bài thần chú trong kinh Lăng Nghiêm. Còn nguyên thủy bộ kinh Lăng Nghiêm nó dày lắm, nhưng mà chư tổ trích cái phần chú, thần chú ra để làm một nghi thức buổi sáng cho mình tụng. Bây giờ á, mình có thể thay thế cái thời kinh Lăng Nghiêm bằng một thời kinh khác, không nhất thiết phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đâu. Ví dụ buổi sáng mình ngủ dậy, mình không có thời gian nhiều, mình chỉ cần lễ Phật ba lễ, rồi mình có thời gian tụng một bài chú Đại Bi cũng được, hoặc một bài sám cũng được.
Thí dụ mình tụng cái bài sám đệ tử chúng con từ vô thỉ, rồi mình hồi hướng cũng được. Hay là mình tụng bốn lời quán nguyện: lạy Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Mình đọc cái đó nhiều khi nó thiết thực hơn mình tụng Lăng Nghiêm. Tại vì mình tụng tắc tắc ta tôi già đa gia ra đế, mình tụng xong rồi thì hồi hướng mà mình không biết trong đó tụng gì hết trơn. Còn bây giờ mình tụng một bài kinh mà chữ đâu nghĩa đó, chữ đâu nghĩa đó. Thí dụ mình tụng đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Nghe nó hay không? Nhưng mà không hiểu hết. Vậy bây giờ mình tụng lại cũng cái bài đó mình tụng. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Tụng mấy câu đó nhắc nhở mình. Cho nên quý vị có thể, đối với một Phật tử sơ cơ mới tập tu, không cần tụng Lăng Nghiêm, lựa mấy cái bài kinh mà căn bản mà bằng chữ tiếng Việt. Bây giờ người ta dịch hết ra rồi, tụng đi. Các ngài chịu khó lấy bằng những cái tiếng chữ Hán, ngồi mà nắng ngót dịch một cái bài tụng bằng tiếng Việt hay như vậy, mình không tụng uổng quá. Thí dụ như ngài Trí Tịnh, ngài dịch cái bài sám thập phương nè, mình tụng thập phương tam thế Phật A Di Đà để nhất cửu phẩm độ chúng sanh. Ngài Trí Tịnh ngài dịch nè: mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dâng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn. Quý vị nghe quý vị hiểu hết à? Phải không? Thay vì mình tụng nhất giả lễ kính chư Phật thì giờ ta tụng nè: một là lễ kính Như Lai, hai quyền xưng tán công dày Thế Tôn, ba quyền tu phước cúng dường, bốn quyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm quyền tùy hủy công huân, sáu quyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, vân vân. Mình tụng tiếng Việt được chứ có sao. Cho nên quý Phật tử sơ cơ mới bắt đầu tập tu, tụng tiếng Việt đi. Lên chùa nào ở đây hỏi có cuốn kinh nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt cho con xin, chùa nào cũng hoan hỷ cho mình một cuốn tiếng Việt. Mọi Phật tử đều biết một trong những lời dạy cho Phật tử là diệt tham sân si. Tuy nhiên con và nhiều Phật tử khác đến chùa cúng vái nhiều lần, vái mong Phật phò hộ cho may mắn, làm được nhiều tiền hay được trúng số 1 triệu đô la. Con sẽ cúng chùa 1 triệu. Kính hỏi thầy lời dạy về những lời vái trên có nên không? Nên không? Sao không nên? Chúng cúng chùa mà. Thưa đại chúng, mình đừng có chờ tới khi mình trúng số mới cúng chùa. Lỡ cả đời không trúng lại không cúng. Nếu mình muốn cúng chùa, mà thưa đại chúng, chùa là một bậc xây dựng bằng tiền của bá gia bá tánh chứ không phải nhất gia nhất tánh, cho nên không cần mình phải trúng số để mình bao hết cái đó. Mình bao ăn thì ok, bao xây chùa bao không có nổi. Cho nên mình nên để cho mọi người có công có của, bởi vì mỗi người phải đóng góp thì mỗi người phải thấy bổn phận của mình phải trở về đó để duy trì cho cái chùa đó phát triển. Nếu một mình cúng thì người ta kêu chùa đó của mình chứ không phải của chùa. Rồi mai mốt mà nó hư hao, ta kêu cái ông đó ra sửa. Quý hiểu ý không? Một người cúng thì chịu trách nhiệm. Mà đa số quý vị để ý coi, người nào mà đứng ra lập cái đó là không bao giờ ai nhúng vô. Và thậm chí người ta kêu chùa của bà Năm, bà Bảy, bà Tám, bà Mười, chứ không bao giờ kêu chùa của Phật. Bởi vì mình đứng ra mình cúng, mà lỡ có hư hao gì là kéo mình ra, cái đó không được.
Cho nên chùa, cho dù mình có cúng 1 triệu, chùa vẫn phải nhận thêm của người khác. Không phải là chùa tham, nhưng mà vì không thể làm được việc đó. Chùa là của bá gia bá tánh, quý vị phải không? Quý vị thấy không? Chỉ một buổi chiều nay đâu phải một người mà làm được việc đâu. Dù chỉ là một buổi nói chuyện, phải mỗi người một chút. Cho nên đừng đi chùa vái kiểu này nữa nha. Mà Phật hoàn toàn không biết Sit 49. Có nhiều Phật tử mua xong tờ vé số xếp lại để dưới lư hương cho Phật. Mà Phật nhiều việc quá, nội trả lời cell phone, email không là quên dở mấy cái đó ra đọc rồi. Mà nếu mà quý vị biết không, lỡ mình hụt trúng 1 triệu này, nó add up kỳ sau trúng mấy chục triệu. Thôi hết giờ rồi, mà cũng hết câu hỏi rồi. Tới đây chúng hôm nay mình, tối hôm nay mình được gặp nhau trong cái buổi sinh hoạt, thật là một ngày dài. Quý vị nào mà đi theo từ sáng tới chiều có mặt đây không? Chắc cũng có. Quá giỏi. Thôi thì mong rằng buổi chiều hôm nay không làm cho quý vị nhàm chán, và chúng ta hiểu được thêm một chút về trong Phật Pháp để chúng ta ứng dụng tu hành. Đại chúng hoan hỷ không? Rồi. Hôm nay là sinh nhật con mười vui mừng, con cúng dường thầy. Sinh nhật của ni sư hả? Dạ. Nên sinh nhật nhiêu? Dạ, 70. A Di Đà Phật. Thôi thì đại chúng cho ông tràng pháo tay để mừng. Ni sư Hoa Tâm tròn 70 tuổi. Trước khi mà mình hôm nay ngày sinh nhật của con, hạnh phúc quá, được về chùa Huệ Quang nghe thầy giảng vui quá, cho ngày sinh nhật 3 tháng 4 của con thành kính cúng dàn thầy. À, tháng 3 ngày 4 hả? Thôi mình đổi ngược cho nó phù hợp với bữa nay. Trước khi mà Pháp Hòa hát hò gì cho đại chúng nghe, mình hồi hướng trước. Vỗ tay. Hôm qua cúng cô hồn, tụi con là sa di mà sao lại lấy đồ ăn của cô hồn? Tụi con có phạm giới không? Em xin thưa là tự quý vị nhào vô đòi làm cô hồn. Em không có biểu ai hết à. Chẳng những như vậy mà còn hao hết của em nữa. Ngày hôm qua có hai cái dĩa bánh cúng tổ á, cái bánh xanh xanh lá dứa đó, cúng tổ xong rồi Pháp Hòa mới nói quý thầy đem ra để ngoài bàn cô hồn đi, cho cô hồn hưởng có phước. Mà nghĩ trong bụng á, cúng xong nhớ bưng vô để tối có bánh đãi nghe. Chưa kịp gì hết, ông thầy MC ổng ăn hối lộ trước rồi, ổng la lên quý vị cứ lấy đi. Tới hồi mình lại mình thấy sạch hết trơn, tự mình làm cô hồn chứ ai biểu đâu. Chọc chơi vậy thôi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng, tại sao câu hỏi này hỏi như vậy? Tại vì quý vị nghĩ rằng mình là người tu, ăn đồ uống cô hồn tổn phước. Trời đất ơi, làm như mình dư phước lắm vậy. Lo mà tổn mà hao đó. Cho dù mình là tỳ kheo, ăn cũng không có sao, đừng nói là sa di. Mà tưởng đâu sa di thứ thiệt. Sa di gì mà sáng nào cũng chảy tới chảy lui. Sa di gì mà sáng cầm. Trời đất ơi.
này tu lai rai thôi. Thật sự ra những cái gì mà chúng ta cúng cô hồn, cúng vong á, mình không đem cúng dường cho quý hòa thượng, bởi vì mình ngại là cái đức của các ngài. Cho nên rồi mình, hoặc là mình kính quý ngài, thì đồ gì mà cúng linh cúng vong mình không cúng thôi. Chứ không phải là mình ăn cái đó cô hồn nó mất phước. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ngày hôm qua mà đồ ăn vậy đó, mình là đừng sa di đừng ăn nghe. Rồi rốt cuộc ai ăn? Thì trong này sa ri hết trơn rồi, sa di không ăn rồi ai ăn? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ cắn sa di cũng được ăn, đem xuống bếp em tái sinh nó lại cho ăn hết, biết không? Biết trời đất gì đâu. Quý vị có ăn, có một ngày quý vị ăn cái miếng này, cơm mà đập dẹp dẹp ra chiên chưa? Ngon không? Trời ơi, đồ tái sanh ba kiếp đó. Để qua kể lai lịch cái bánh đó cho nghe. Cái bữa đó là thử nồi cơm mới nấu. Cái anh nấu cơm ảnh chưa biết ý gạo, ảnh nấu ra nó nhão nhẹt, ăn không hết. Bắt đầu làm lần thứ nhì, xào, làm cơm xào, mà xào nhão quá cũng ế. Cuối cùng có một nghĩ ra thôi bây giờ á, mình dắt nó miếng miếng nha, làm dẹp dẹp vậy đó, rồi cái cháy chảo giòn giòn, trời ơi, đem lên tượng thầy xuống tới Phật tử, trời ơi, bánh gì lạ quá ha. Tượng thầy xuống tới Phật tử luôn. Để cả thao cơm xào không ai ngó hết á. Biến dạng nó ra đi kiếm ăn quá trời luôn. Rồi cũng cái nồi đó đó, cũng cái nồi đó đó, xào cơm thì xào cơm xào thì hem rồi đậu rồi phải không? Không ăn, đem đi nấu cháo. Nấu cháo nem, nấu cháo chay. Của không con, của không ngon, nhà đông con cũng láng. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Có nhiều vị thọ Bồ Tát giới tại gia cũng không ăn đồ cúng vong, rồi nổi sân lên với gia chủ. Nếu mà lỡ gia chủ bưng cái chén chè cúng vong tới cho ăn, trời ơi quý vị hại tôi phạm giới rồi. Đâu có cái giới nào mà nói là Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng vong đâu. Cái này giới này mình tự đặt. Cho nên cứ việc thoải mái ăn, bỏ mới tội, ăn không có tội. Tại sao trong câu hỏi này cũng na ná nữa nè. Mô Phật, có người nói đồ cúng cô hồn không nên ăn, và cúng cô hồn phải cúng ngoài trời, chứ trong chùa có ông tiêu diện, cô hồn không dám vào. Con mong thầy giảng lại cho đại chúng nghe. Nhiều bài giảng trên YouTube của thầy nhưng họ không nghe nên không hiểu, mong thầy giảng trực tiếp. Nếu mà vị nào nói như vậy thì vị này phải linh lắm, tại biết được luôn cô hồn không có vô. Mình nên mời vị này lần sau cúng ngồi đó, ơi ai vô. Thưa đại chúng, nghi thức cúng ngày hôm qua đó thật ra là một cái nghi thức cúng cô hồn thôi, nhưng mà trong cái lễ cúng đó có triệu thỉnh, thỉnh 12 loại cô hồn. Và quý vị thấy thiết lập bàn thờ, trên là ngài tiêu diện thống lãnh cô hồn, dưới này có ngài Địa Tạng. Cho nên chẳng những các vị được vô mà vô một cách tương tất, vẫn vô đàng hoàng. Ăn trong nhà không sướng hơn sao phải ăn ngoài đường.
Thậm chí bây giờ mình ăn cơm ở ngoài trái đường, ngoài đời, ngoài trời đó, mà phải mướn cái liều mười mấy ngàn đó. Chứ nếu mà không có làm sao? Cho nên mình được ăn trong nhà là hạnh phúc. Mà chẳng những ăn trong nhà mà có ông thầy cả, ông đội, rồi ông đánh quý thầy tụng quá trời quá đất. Vừa ăn mà vừa có nhạc nghe nữa, mới sướng quá. Cho nên không nghe cô hồn than, mà nghe hàng xóm than. Cô hồn đâu có về nói gì đâu. Thật sự ra một cái nghi cúng thí luôn luôn thiết trí ở trong một cái phạm vi. Đúng ra năm nay là mình thỉnh Pháp Hòa định thỉnh một vị thượng tọa lập một cái đàn cho đàng hoàng, nhưng vì ngay vào cái mùa Vu Lan cho nên thầy không có đi được. Nhưng mà ngày hôm qua đó lượt hoa như vậy là đã quý lắm rồi. Người không giữ khóa tu mà chỉ lo làm công quả, không chưa nghe pháp, không đi lễ Phật, chỉ lo công quả, vậy họ có nên lấy bằng không? Trời đất ơi, cái bằng này quý vị muốn mấy chục cái. Trời đất ơi, cái người mà người ta công quả cho mình tu, người ta cũng có cái bằng chứ. Người ta có một cái bằng mà mình không có, cái đó là cái bằng lòng. Khi người ta qua đây, người ta không hề nghĩ là người ta chui vô bếp. Người ta cũng giống mình, người ta dự khóa tu vậy đó. Nhưng khi người ta tới, người ta mắt thấy động trái tim, thôi ai tu làm gì làm đi, để con dưới này con phụ. Vậy người ta bằng lòng chưa? Ta có cái bằng không ai cấp được. Có một anh từ ở Cali qua đây ở cả tháng, ở từ giữa tháng 7 cho tới bây giờ. Không đêm nào mà anh đi ngủ mà bếp núc không gọn gàng. Anh lao, anh chùi, anh sạch sẽ rồi anh mới đi. Vậy mà 3-4 giờ là anh đã dậy, anh nấu một nồi nước chanh gừng. Pháp Hòa sợ không có, Pháp Hòa mới đi nhờ một người lo chanh gừng. Anh mới nói là ngày nào con cũng làm. Cho nên quý vị mới biết rằng có những vị khi đăng ký là vẫn gọi là ghi danh đi tu chứ không có nghĩ gì hết. Nhưng khi qua tới đây quá nhiều việc. Quý vị biết có những người ghi danh, lúc nào cũng ghi danh tu mà lúc nào cũng ở ngoài trái đường không à. Nếu mình họ vô đây hết rồi ngoài ai lo? Mà quý vị biết lo cho 1.000 người ăn chứ đâu phải là 10 người, 100 người đâu. Nội cái mà rửa xong rồi bưng tô ra, bưng chén ra, đâu phải là một chuyện bình thường. Cho nên cái bằng hồi sáng quý vị cầm đó là một tờ giấy để gọi là chứng nhận khuyến khích, chứ nó không có cái giờ đem cái bằng đó ra. Ráng thu mà được vài chục cái lên trển trình Phật Di Đà. Thật ra thì câu hỏi đơn giản là giờ Pháp Hòa mới thưa là không có sao đâu. Mình cũng trân trọng tất cả những người đến đây, người ta tu kiểu khác, mỗi người đều tu hết đó. Mà thật sự các vị đó, như ngày hôm qua quý sư cũng có nói, trời ơi tụi con nấu ăn trong này mà ăn lát cái vô xin miếng chanh, lát vô xin miếng gừng, tụi con đâu có thời giờ mà đi tìm cái đó. Thì Pháp Hòa mới dặn cái cô mà làm trà nước đó, thôi mỗi ngày cô ráng lo cái vụ đó dùm.
Quý vị nói dạ làm bao nhiêu cũng không xuể hết. Cho nên quý vị nào mà đến mà thiếu đó, không phải là không có, mà tại nó hết thôi. Rồi có nhiều khi do mình không có cái nhu cầu mình cần, thì mình có những lời nói không dễ thương với các vị ở trong đó. Pháp Hòa nghe hết á. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng đi rảo, rảo từ vòng này rảo tới vòng kia. Cho nên là thưa quý vị là mình nên thông cảm, và mình cũng nên trân trọng tất cả những người mà người ta đã đóng góp cho mình. Bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con phương cách nào để con buông bỏ nỗi khổ tâm nó động trong đầu của con. Mặc dù con có niệm Phật để tập quán chiếu, nhưng khi thoát thì lại bị nó vẫn ở trong đầu của con. Khi mà mình khổ tâm á, tại sao mình khổ? Là vì những cái gì mình không bằng lòng là mình khổ. Bất cứ cái gì, dù mình đang ngồi đây mình tụng kinh, mình tụng kinh mà cái kinh nó không giống kinh mình nghĩ mình phải tụng, mình cũng khổ nữa. Thí dụ như sáng nào quý vị cũng tụng Lăng Nghiêm quen rồi, giờ qua đây quý vị tụng kinh toàn tiếng Việt, nếu mình không thích mình cũng khổ nữa. Nhưng mà quý vị nào mà cảm thấy ồ, những bài kinh này rất là hay, hoàn toàn bằng chữ Việt, mình tụng đâu mình hiểu đó. Chứ thật sự ra bây giờ bài tụng Lăng Nghiêm cũng không sao, nhưng mà quý vị tụng xong thời Lăng Nghiêm thì Lăng Nghiêm vẫn là Lăng Nghiêm, và mình thì Lăng Nghiêm để chạy theo, tại vì mình tụng không kịp. Nếu mà quý vị mà đưa Lăng Nghiêm mà cho quý thầy mà tụng đó, quý vị chỉ có nằm bò nghiêng ngửa chạy theo thôi, thì quý thầy tụng rất là nhanh. Thì 10 ngày này quý vị cũng đi công phu sáng, nhưng mà thiệt sự ra mình không nắm hiểu được hết. Nhưng mà nếu quý vị tụng cái quyển Nhật tụng đó, bài nào hiểu bài đó, bài nào mình hiểu bài đó. Thật ra Nhật tụng thiền môn cũng là công phu thôi, nhưng mà chúng ta công phu cái gì, tụng cái gì mà chúng ta hiểu là nó có tác dụng. Cho nên tại sao khi quy y, mình phải quy y bằng cái ngôn ngữ của mình, vì đó nó mới tác động vào tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ quý vị không biết tiếng Anh, Pháp Hòa mới nói quý vị hãy lập theo tôi, I take refuge in the Buddha. Mình cũng đọc nhưng không có tác động vô tâm. Nhưng nếu Pháp Hòa nói đại chúng hãy đọc theo con về nương tựa Phật, quý vị đọc, ồ hiểu rồi, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đọc xong câu đó tác động vô tâm. Cho nên cái pháp tâm quy đó, mình phải tự nói và tác động vô tâm thức mình thì pháp tâm quy nó thành. Cho khi mình truyền giới cũng vậy. Nếu mà quý vị hiểu được cái nghĩa của giới, thí dụ mình nói nhất vi nhị viết bất thâu đạo, quý vị cũng nói con hiểu, con biết cái đó là nhị viết bất thâu đạo, nhưng không hiểu. Ở khi nói rằng giới thứ hai là không được trộm cắp, hiểu liền. Mình hiểu được, thành thử khi mình rờ vô cái món đó đầy trộm cắp nha. Chứ mình tụng cái gì, mình nói cái gì mà từ cái ngôn ngữ mình hiểu. Cho nên Pháp Hòa khuyến khích đại chúng chép kinh là vậy. Khi mình chép đó, tâm mình nó vô cảm vô đó. Và có thể người đó chưa bao giờ chép một quyển kinh hay là đọc một trang kinh, nhưng mà nghe chép kinh để dưới chân Phật khoái quá chép. Trước khi dứt còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà kể đại chúng nghe, có một vị Phật tử chép kinh Di Đà mà chép mà tay run nè, mệt mỏi chép không được, 3 lần bỏ cuộc. Cuối cùng phone cho một người bạn nói thôi tôi bỏ cuộc, tôi không chép kinh nổi đâu, chắc tôi nghiệp nặng. Thì cái vị bạn đó mới nói thôi chị ráng chép đi, chị chép chị hồi hướng cầu an cho con chị đang bệnh. Giống như một cái lời khai thị, cái vị Phật tử đó bừng tỉnh lên, ngồi chép quyển kinh Di Đà trong một buổi. Quý vị biết từ cái gì mà làm được? Từ tình thương. Mình không có thương là mình không làm được.
Cho nên có từ bi là cái gì cũng làm được hết. Cho quý vị thấy rằng á, hôm nay mình đi làm lễ ở bên cái lễ đài Di Đà đó. Quý vị qua quý vị thấy tương tất vậy đó. Khuya ngày hôm qua vẫn còn người làm bên đó, sới đất ban sỏi, làm đủ thứ hết để cho mình có một không gian đi qua bên đó, mình đâu có thấy. Cho nên có những vị mật tích kim cang, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Quý vị nhớ câu đó không? Kim cang mật tích là những vị thần ẩn tích, không nói tên, là mật tích mà không có nói ra. Nhưng mà những vị này làm những việc phi thường, có những việc ôm núi gọi là kình sơn trì sử, cầm cả ngọn núi, thậm mà việc lớn như cầm cả ngọn núi, việc nhỏ như cầm có cái chài. Vậy mà các vị đó biến khắp hư không này đó, biến khắp hư không này đó, chứ không phải thường đâu. Thôi mình hết giờ rồi. Bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa có mấy việc ha. Pháp Hòa sẽ để dành mấy câu hỏi này lại, sẽ trả lời trong một bài giảng tới. Bài giảng này sẽ được trả lời vào khóa tu năm sau. Có những Phật tử còn đặc biệt hơn là mua xe lên nhờ thầy lái dụm vòng. Trước khi Pháp Hòa đi qua đây thì có một cô Phật tử ở Việt Nam qua. Thì cổ đi qua thì buổi chiều đó, Pháp Hòa đang ngồi trong chùa với mấy chú, thì cổ mới lật đật cổ chạy vô: "Thầy ơi thầy, thầy có khỏe không thầy? Con nhờ thầy ra xe dùm con chút." Pháp Hòa tưởng cái vụ gì, đưa chìa khóa cho thầy con. Mình tưởng cổ cúng chiếc xe. Tưởng cổ cúng chiếc xe, nó dạ dạ thôi khỏi. Cổ nói dạ không. Thằng con trưa của con nó mới mua chiếc xe, con nhờ thầy vô ngồi chút cho nay lấy hình. Cổ mới móc trong túi cổ ra một cái tượng, tượng Phật mà Phật ngồi. Mà bây giờ mấy cái ông mà làm tượng Phật bỗng tâm lý dữ lắm. Nếu xây rang chiều là hướng rang trước mà quên nhìn cái ông tài xế rồi. Bây giờ ông tạo cái tượng có hai mặt. Pháp Hòa ra có thấy thằng con trai nó sao nó cứ cầm cái tượng, nó cứ kéo tới kéo lui. Nó tưởng đâu á là phải để ngay trước mặt nó. Mà quý vị biết cái bằng lái, cái tay lái nó bằng dày rồi, ở trên nó có cái mui tròn tròn vậy nè. Nó tưởng đâu là phải để ngay đây. Bây giờ nó đang phân vân hai chuyện: một là gắn không dính, hai mà nếu gắn ở đây á thì cản trở cái mặt nó làm sao nó lái. Chà, nó cứ ngồi nó rầu hoài mà không biết làm sao. Cái Pháp Hòa nó không không, con phải gắn đây, con gắn đây nè. Bà má chạy ra tới cái: "Được không thầy, được không thầy?" "Không được, con còn cái khác." Ở trong túi bà móc ra mấy cái luôn. Bà coi coi, nghĩa là Phật nào treo được treo lên. Cái thì quý vị biết đó là để cái tượng Phật như vậy rồi. "Đưa chìa khóa cho thầy con." Thầy lái vòng. Xong rồi bà chưa chịu nó: "Thầy thầy thầy đứng ngay đầu xe lên." Pháp Hòa nói bộ bữa nay hốt hụi. Hồi nào giờ mình làm thầy chùa tụng đám cưới biết, đám tang biết mà chưa biết vụ này à. Nhưng mà mình theo Phật rồi, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh muốn sao mình cũng afternoon hết. Afternoon nghĩa là chiều á. If you want, I afternoon you. Mà nếu mà mình ông thầy mình nói dạ tôi không biết vụ này là ugly tiger. Xấu hổ lắm. À thôi thì cũng giả bộ ra đứng một chiếc xe bắt ấn rồi.
Trời cha, bà khoái quá, hít hà, thầy linh quá. Trước khi đi vô mình cũng thầm với con câu chứ bộ, lái xe cẩn thận nghe con. Con mà lái không cẩn thận là thầy hốt hụi à. Thưa đại chúng, là bây giờ mình đặt ra một cái công án cho mình. Cái công án nghĩa là một cái đề mục. Phật có trong xe không? Như vậy thì cái ý niệm mà mình treo Phật trong xe không phải để Phật phù hộ cho mình, mà bởi vì Phật nghĩa là người giác ngộ. Mà Phật treo ở đó là để Phật soi với mình. Cái tượng Phật treo trong xe là vật ấn tâm. Còn mình có lòng mình thỉnh Phật để treo trong xe là tâm ấn vật. Mình đi ngang mình thấy một cái hình đẹp, thích quá, liền nghĩ tới chiếc xe mình. Đó là tâm ấn vật. Kể từ giây phút mình đem Phật mình để trong xe thì cái đó là Phật ấn tâm. Nhiều khi mình ngồi trong xe, người ta lái ẩu, mình vừa định quay kiếng xe xuống, mình đưa ngón giữa, Phật chiếu tướng mình, à, kéo xe, mô Phật. Hồi nãy mình có ngón nè, mà nhờ có cái tượng Phật đó, cái Phật đó là Phật ấn, ấn tâm, tâm mình nó chuyển. Không có một người nào đi ngang hình Phật mà dám chỉ trỏ nói những cái điều bất kính. Như vậy thì cái hình ảnh của Phật nó có cái công năng để trị những cái thô của chúng ta, mà đặc biệt cái thô từ cái lời nói. Đặc biệt là khi chúng ta lái xe mà chúng ta có cảm giác một người nào lái ẩu là mình muốn chửi họ liền. Thậm chí quay kiếng xuống, đi đầu thai hả mày? Ảnh hưởng phim Tàu. Hồi đó Việt Nam có câu đó. Coi phim Hồng Kông riết cũng có câu đó. Cho nên đó, mình treo Phật ở trong xe, xây ra xây vào, thậm chí mình treo cái hình, đều là cái mang cái ý nghĩa nhắc nhở mình. Mình đi ngang một cái bức tượng Quan Âm ở để ngoài tiệm, ồ mình nhớ tới ở nhà mình có cái đoạn tủ, cái tủ đó để được cái bức tượng đó. Nhìn thấy cái tượng đó thích thì lấy tâm ấn vật. Nhờ thầy đem chú nguyện thì lúc đó thầy cũng lấy tâm ấn vật. Thầy chú nguyện vô trong đó, thầy nói gì không biết, nói rồi quý vị làm rồi thầy làm gì. Đó thì thầy chú nguyện vô trong đó rồi, thật sự thầy cũng có nói gì đâu, đơn giản lắm. Hôm nay có Phật tử thí chủ này tên này nè, thỉnh ngài về để an vị ở nhà, ngưỡng mong ngài gia hộ cho quý Phật tử thân tâm an lạc, tâm bồ đề tăng trưởng. Nói chung là mình đặc biệt luôn, thiệt sự thưa đại chúng, Pháp Hòa không bao giờ thiếu câu này: gia hộ cho Phật tử tính tâm kiên cố. Không bao giờ Pháp Hòa cầu nguyện cho Phật tử mà thiếu câu đó. Bởi vì chỉ cần quý vị có niềm tin bất hoại nơi chánh pháp thì đạo Phật mới còn. Quý vị mà lung lay niềm tin thì đạo Phật mất. Đặc biệt là khi mình ở một cái xứ này, quá nhiều những cái mà làm cho chúng ta lung lay. Cho nên lúc nào Pháp Hòa, thậm chí một đứa nhỏ, ba mẹ nó ẵm nó lên nhờ thầy chú nguyện, sao nó khóc đêm hoài, hay là nó ăn, nói chung là người ta có niềm tin Phật Pháp ta mới tới. Nhưng mà mặc dù cái tin đó chưa phải thật là chánh pháp, nhưng mà người ta còn ẵm nó lên chùa nhờ thầy còn đỡ hơn là người ta không nghĩ tới. Mình phải thấy cái đó. Cho nên luôn luôn Pháp Hòa chỉ mong quý vị một điều là tính tâm kiên cố, khởi niềm tin với chánh pháp, với Tam Bảo càng ngày càng lớn.
Chưa bao giờ Pháp Hòa nguyện gì cho bản thân mình, cho gia đình, cho cha mẹ, cho anh em cũng có. Luôn mong Phật Pháp trường tồn, mà có người chánh tính thì Phật Pháp mới trường tồn được. Thậm chí quý vị đi thỉnh một cái tượng Phật về, quý vị đeo trong người, và với cái ý niệm là đeo để Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Chứ đâu có ai nói con đeo để mỗi lần con giận con nhìn Phật cho con bớt giận đâu. Không có. Phần lớn là cho con mạnh giỏi không à. Rồi bây giờ mình đeo như vậy, cái mình mới nói vậy đi, trong nhà vệ sinh thì sao? Có người mới bày nó hả miệng để Phật vô. Mô Phật. Mình mà mình đem cái tượng Phật mình để vô trong miệng mà mình ngậm với cái ý niệm là ở ngoài này nó dơ, chắc trong này nó sạch. Đặc biệt là mới ăn tô phở, mới ăn cái gì đó. Thành thử ra nếu nói là dơ thì cõi ta bà này không chỗ nào mà không dơ. Mà nếu nói là sạch thì không có chỗ nào mà không sạch. Bởi vì cái quan trọng là tâm mình sạch. Đấy. Quý vị đưa ly nước, quý thầy bắt ấn, quý thầy vẽ kêu nước cam lồ. Cam là ngọt, lộ là xương. Rồi thầy rải cái hứng. Mà hồi nãy mà cầm cái ly không mà rải là sợ à. Có thầy quậy quậy trong đó. Hỏi quậy gì? Án xì bùa lẳng tẳng. Cho nên cái tin của mình cũng không sao. Nhưng mà từ cái tin đơn giản, cái tin đơn thuần, cái tin sơ cơ, mình hãy đưa cái tin mình lên tới cái chỗ gì? Cao độ là chánh tín. Quý thầy là hằng thuận chúng sanh, đa số là Phật tử sợ xui, sợ bệnh, sợ đủ thứ, thì thôi quý thầy phải tùy thuận. Nhưng bây giờ hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng một điều là mình đừng đặt vấn đề là hướng về hướng nào mới tốt, mà mình phải hỏi là mình có hướng Phật không. Thậm chí mình thờ Phật ở trong nhà mà mình có hướng Phật không. Lâu lâu Pháp Hòa có dịp đến nhà Phật tử có công việc, bất cứ nhà đình nào, cái việc Pháp Hòa đầu tiên đến là Pháp Hòa đi tìm bằng Phật. Pháp Hòa xá, xá Phật, xá ông bà của quý Phật tử đó thờ. Mà hễ Pháp Hòa mà thấy một cái bàn Phật mà trang nghiêm, trong bụng mình vui lắm. Mà thấy một cái bàn Phật mà trời ơi nước bông á thì nó đục ngầu, mà cái bông nó héo ngoắt xuống dày, mà trái cây nó úng nó thối lên. Cái mình mới nói cô có giấy không để Pháp Hòa đi clean giùm cho. Pháp Hòa thấy bàn Phật dơ mà chịu không có nổi. Cho nên mình thờ Phật mà hằng ngày Phật ở đó với mình, mà mình chỉ thỉnh Phật về một lần mà tâm mình cả tháng không hướng Phật. Phật thì rõ ràng hướng mình, nhưng mình không hướng Phật thì làm sao mình thỉnh Phật. Cái câu là thỉnh Phật an vị. An là an ổn, vị là vị trí. Thỉnh Phật an vị trí đó, như nhà mình góc cạnh nào mình thỉnh Phật an vị, thì mình cũng đừng quên rằng ngay cái giây phút đó Phật phải an vị trong tâm mình. Mình phải an một vị, một đức Phật trong tâm mình, để bất kỳ mình đi đâu, ví dụ như mình lái xe, mình lái tăng cái speed lên, mà quý vị thấy không, mình hơn người ta có một chiếc xe cũng để làm gì, tới được tới đâu. Vậy mà chỉ hơn một chút thôi là tai nạn có xảy ra. Mà mình chỉ cần mình dừng xe lại, mình nhường tay một chiếc thôi, chừng 5 phút, mình trễ 5 phút và mình sớm 5 phút đâu có tới đâu. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận cái đó thì mình có thể gây tai nạn. Mà một khi mà tai nạn xảy ra thì có thể mình chết, hoặc là mình bị một cái thương nặng, thì chừng đó mình mất tất cả. Mất sức khỏe. Mất sức khỏe là mất nội tài, mất nhà, mất cửa, mất xe, mất tiền, mất bạc gì đó là mất ngoại tài. Tim gan phèo phổi lá lách, ruột già ruột non, trong cơ thể mình là nội tài.
những vật chất xung quanh mình có mình đang hưởng là ngoại tài. Cho nên quý Phật tử mà đăng ký mà cho người ta những cái tim gan gì của mình đó, cái đó là bố thí nội tài. Còn mình thấy đâu người ta thiên tai bảo lục, mình cho tiền cho của là ngoại tài. Mà mình không cẩn thận, mình chỉ hơn muốn hơn 5 phút, mình hơn, mình không chịu lùi một chút, thì chuyện nó sẽ lớn, nó sẽ xảy ra. Thì ngoại tài, nội tài đều mất hết. Nó có một cái bài thơ, bài kệ, khi mình lái xe nó có, mình phải đọc cái bài kệ đó. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thường thường bây giờ xe nào cũng có cái remote đó. Ngồi trong nhà bấm một cái, hai mấy phút, năm bảy phút sau cái xe nó ấm rồi mình ra. Đặc biệt là Canada, phần lớn là có, bởi vì xứ lạnh, mùa đông tuyết nó ngập xe, phủ xe. Mà bây giờ mình ra, mà mình, quý vị biết không, mình ra đó, mình để cái chìa khóa vô, mình đề, rồi mình đóng cửa lại, đôi khi mình quên cái mình lóc cửa xe. Rồi thậm chí á, mình để như vậy, mình quét tuyết rồi mình đi vô trong nhà, ra tới là mất xe, bến bị hoài gì. Cho nên bây giờ người ta có cái remote control, nó tiện lắm. Mình bấm, nhưng mà rồi mình bấm cái đó là mình có thần thông. Mình có thần thông rồi đó, ngồi chỗ mà chuyện gì nó cũng có thể, mình biết được là có thần thông rồi. Nhưng mà cái đó chỉ mới thần thông tay chân thôi, mà mình còn phải có thần thông ở trong cái tâm thức của mình. Hồi trước người ta không có biểu mình phải cài xe an toàn, cài dây an toàn. Nhưng mà khi tai nạn xảy ra nhiều quá thì phải có dây an toàn. Bây giờ các tổ chế cho mình thêm bài kệ cài dây an toàn. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái tích tắc chết là tại mình ỷ lại đó. Chứ đi xa mà cài beo là chuyện thường rồi, đây qua đó mà cài beo làm chi. Nhưng mình đâu có biết. Chuyển tức tức thị lai sanh, chỉ cần một hơi thở thôi là mình đã qua thế giới bên kia rồi. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duy nhi cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bộ, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Sáng còn tối mất, trong một sát na mình đã qua thế giới, mình đã qua đời khác rồi. Sát na dị thế là đổi một cái thế giới khác. Thế thì mình đâu có được như vậy. Cho nên cái bài đó là cái bài một công án, một câu thần chú. 1/3 tai nạn xảy ra tại nhà mình, xin lỗi, xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có một cái ông đó, ông làm manager cho một công ty bán đất nghĩa trang. Có một bữa Pháp Hòa đi đám tang thì gặp ông. Ông mới nói trời ơi, tôi lúc này tôi bị xui lắm. Hỏi sao vậy? Tôi bị phạt overspeed hoài à. Pháp Hòa mới hỏi ông bị phạt bao nhiêu. Ông nói giờ cái tích kịch cũng vài trăm. Ở Mỹ có bị vậy không? Vài trăm. Ồ, Pháp Hòa mới nói như vậy là bây giờ tôi cho ông một bài kinh nghe không? Overspeed 250, 300, làm cái giấy nhỏ nhỏ dán ngay cái bằng lái xe đó. Nếu mà cái câu đó mà nó dán ngay đó, mà nó có khả năng, nó soi chiếu mình, nó làm cho mình chậm lại, thì nó tương đồng với cái hình phạt. Có mấy em thanh niên nó lái ẩu lắm. Mình ngồi trên xe nó, mình nhắm mắt niệm Phật không chứ không dám làm gì. Mà cái chân của mình cứ đạp thắng miết, đi xong về mỏi chân quá.
Pháp Hòa mới nói con có thương con của con không? Dạ thương chứ. Vậy con chụp hình nó treo ngay đây nè, để khi mà mình sắp sửa ẩu thì mình nhớ tới con mình. Lỡ có chuyện gì bỏ con vợ lại nghe không? Cái hình đó, cái hình đứa nhỏ đó bằng với tượng Phật. Đâu nhất thiết phải treo Phật. Treo một cái lá bồ đề, treo một cái cây thông cho nó thơm, giống như ở đây xe ta hay mua cái car gì đó fresh để cho nó thơm vậy. Nếu mà mình bước vô xe mà cây thông đó, cái mùi thơm nó làm cho mình tỉnh táo, mình lái xe nhắc nhở mình, thì cây thông nó bằng hình Phật. Mấy đứa nào mà nó hay nóng giận nói bậy nói bạ đó, Pháp Hòa biểu chụp hình đứa con bỏ con cell phone đó. Mỗi lần mà giận lên sắp sửa nói bậy nhìn con, cha để phước lại cho con, nói bậy con gái hưởng, con trai để phước lại cho mẹ, để phước lại cho con trai nha. Nó nổi giận nói bậy, con trai lãnh đủ, nhắc mình vậy. Cho nên cái hình Phật hay là những cái câu châm ngôn nó có cái công năng, nó giúp cho mình điều phục lại. Quý vị thấy có nhiều khi mình đây thí dụ như cái cổng chùa Huệ Quang, mình đi ra một là quẹo trái quẹo phải vậy đó, mà có những người người ta cứ lái tới là mình cứ nhích đi ra, rồi nếu như mà mình gấp một cái mình đi ra là tai nạn. Mà quý vị sẽ nghe những cái tai nạn như vậy thường xuyên lắm. Mà thế thì bây giờ mình treo Phật ở trong đó, lẽ Phật cũng phù hộ. Mà rõ ràng tôi có đem lên thầy có chú nguyện mà, không lẽ thầy chú lộn. Cho nên thưa đại chúng, không phải có Phật ở trong đó rồi là mình ỷ lại Phật. Bây giờ Pháp Hòa thưa là bây giờ thí dụ như mấy ông cảnh sát mà mấy ông đứng dọc đường, bây giờ mấy ông có mấy cái kỹ súng mấy ông bắn. Mấy cái ông đó cũng giống như Phật vậy đó, cho mình chậm bớt lại. Không có mấy ông là mình over. Thay vì mình chửi mấy ông, ai bắt mình nếu mình đi đúng đường, mình đi đúng luật đâu, mình chỉ bị phạt khi mình phạm luật thôi. Nhưng mà đa số lúc bình thường không nói gì hết, mà hay bị phạt là chửi. Chửi mấy ông tội nghiệp. Thành thử mấy ổng nếu mình quán chiếu, mình tư duy, thì mấy ổng là những người hộ pháp thiện thần giúp cho mình. Này, hồi nãy Pháp Hòa đi ngang mà thấy chùa có treo tượng hộ pháp ở đằng trước nhiều lắm. Ở Việt Nam đó, quý vị có biết là cái đường lên Đà Lạt có mấy cái miễu không? Có mấy cái miễu. Nhiều khi á, người ta dựng lên mấy cái miễu đó đó, mấy cái miễu đó linh lắm, thờ những cô hồn các đảng, những người mà tai nạn ở đó. Mà hễ mà đi tới cái cua đó mà thấy cái miễu đó đó là lột nón xuống, lái chậm lại, sợ cô hồn dục. Như vậy thì cái miễu đó có công năng làm gì? Chậm chúng ta lại mà giảm tai nạn. Cho nên thưa đại chúng, đối với Phật giáo chúng ta không bác cái gì hết á, không có bác ai hết á. Nhưng mà chúng ta biết hướng người ta từ một cái tin tưởng rất là sơ cơ đi đến một cái tin trong sáng mà làm đẹp cho cái đức tin của họ. Ví dụ như các vị mà thờ ông gì, ông Táo đó. Ông Táo có, mình đâu có thờ. Nhưng mà đa số nhà nào cũng tin là ở dưới bếp có ông đó, ông Táo. Ở ngoài trước mình thờ ông gì? Ông Thiên. Ở giữa nhà mình thờ ông gì? Ông Bà. Ở trước thờ ông Thiên, vô nhà thờ ông Bà. Vô nhà thờ ông Bà. Ở sau thờ ông Táo. Vậy là ba ông chấn ba chỗ. Mình muốn làm ăn mà làm ăn bất chánh không có chỗ nào được. Ra ngoài có ông Thiên ông ngó. Ra bếp mà ăn dụng bảy ba ông bắt. Ở trước này mà cũng ông bà cũng ngó tới ngó lui mình. Cho nên đó là cái ý niệm ông bà mình ngày xưa tạo những cái hình ảnh như vậy, thờ cúng như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở chúng ta sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Chữ thiện là khéo, là tốt, đầu cũng phải tốt, giữa cũng phải tốt,
sau cũng phải tốt. Một người học Phật Pháp, người ta học Phật Pháp ba là thời kỳ: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Lúc nào cũng phải có cái thiện lành. Ông thần tài á, nếu ổng là thánh, tại sao để ổng dưới đất thờ? Thánh thì phải lựa chỗ nào cao cao chứ, thờ dưới đất ổng buồn chết. Nhưng mà bởi vì ổng mang cái tên rồi, thổ địa, thành tựu phải thờ thấp thấp để ổng xuống cho nó gần. Mà thổ địa thì thường thường đi chung với gì? Thần tài. Tâm mình là thổ địa đây, gia đình cái này, cái nhà này thổ địa. Nhưng mà tiền của mà thổ địa biết giữ thì tiền của mới không mất. Cho nên tiền biết xài là thần tài, tiền xài phí là thần tài đi chơi. Quý vị thấy người ta cúng trà cho ông thần tài, người ta cúng năm chung, tượng trưng cho ngũ phương. Trên cái bảng có ghi mà, ngũ phương ngũ thổ, đông tây nam bắc, khoảng giữa. Cho nên á, mình đeo Phật ở trong người của mình, mình thờ Phật ở nhà, rồi mình thờ Phật trong xe, mà rốt cuộc mình chỗ nào cũng có Phật, mà không có cái lúc nào mình có Phật hết. Nhà thì thờ Phật, xe cũng có Phật, mà thậm chí trên người mình 24/24 có Phật, mà ngôn ngữ không có Phật, hành động không có Phật, ý nghĩ không có Phật, thì Phật nào phù hộ mình nổi? Phật hướng về mình rồi, mà tại sao mình không hướng Phật? Mình đeo cái ông Phật trong này để cầu Phật mạnh giỏi, mà mình nói bậy, người ta đánh mình thì làm sao mình mạnh giỏi nổi? Mình mạnh là phải giỏi, còn mạnh mà dở thì không nên mạnh. Giỏi cái gì? Giỏi điều phục. Giỏi điều phục cái tham, cái sân, cái si, những cái ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Thờ Phật như vậy là thờ có ánh sáng. Tại sao trên bàn thờ Phật mình giữa để lư hương, hai bên hai cây đèn, trí tuệ của Phật, trí tuệ của mình ngang nhau. Bát hương là giới, ai cũng phải giữ giới nghe. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thắp hương thắp ba cây là giới, là định, là tuệ. Nhưng mà một cây cũng được, bởi vì trong định có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định. Một cây thôi. Bên này bình hoa là nhân, bên này trái cây là quả. Không bao giờ mà Phật giáo không nhắc chúng ta đừng quên cái đạo lý nhân quả. Hoa là nhân mà trái cây là quả. Anh muốn tốt thì anh phải làm tốt. Anh muốn nhà anh yên thì anh phải giữ cho nhà mình yên. Phật ở đó chỉ là cái người làm cái biểu tượng. Phật là biểu tượng, tượng Phật là biểu tượng. Mình lại hy không cái tượng Phật, mà rốt cuộc Phật là do mình hùng tiền ra làm. Phật hùng tiền, mình hùng tiền mình làm tượng Phật, mà giờ Phật phù hộ lại mình làm sao? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Phật không phù hộ, mà Phật phù hộ cho mình bằng cách là Phật chỉ cho mình cách đi và cách sống. Mình muốn tới chùa Huệ Quang có mấy đường để tới, mà đi đường khác là không được, quẹo chỗ khác là không vô được đây. Cho nên có cái bài sám hay lắm, hồi nhỏ và thuộc: muốn đi có một đường này, có đường nào khác hết á, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Anh muốn tu theo Phật mà anh đi đường khác sao gặp Phật? Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Cho nên lại Phật là mình động khao chí gì? Chí tâm, hay đọc là nhất tâm. Nhị tâm, tam tâm, tứ tâm là không được, phải nhất tâm. Nhất tâm hướng về Phật. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Mình nói con và ngài, hai cái tánh của con với Phật bằng nhau, không có khác. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ tương ứng thông cảm giữa con với Phật không thể nghĩ bàn. Bây giờ con đứng ở đây, con đứng ở đây mà nếu mà xung quanh này có 10.000 tấm kiến thì thân của con sẽ hiện trong 10.000 tấm kiến. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trong con có mười phương chư Phật, mười phương chư Phật có trong con. Tụng kinh như vậy, niệm Phật như vậy, thờ Phật như vậy, ai nói mình mê tín? Ai nói mình mê tín mà mình biết hướng? Nghĩa là Phật là ngồi đó, nhưng mình phải hướng Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị vô chánh điện, quý vị phải đi tìm Phật, hướng về Phật mà lại. Ngày xưa bên Trung Hoa đó, có một vị tổ, đạo hiệu của ngài là Trí Khải Đại Sư. Ngài chỉ vì muốn cuốn kinh Lăng Nghiêm á, từ Ấn Độ sớm trở về Trung Quốc. Mỗi ngày ngài đứng ra cái đầu ngọn núi hướng về cái hướng mà Ấn Độ á, hướng Ấn Độ. Ngài lại, sáng nào ngài cũng đứng ngài lại về cái hướng đó, cầu cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm sớm về đất nước Trung Hoa. Mà quý vị biết ngài lại 18 năm trường. 18 năm trường. Đến khi ngài tịch, bộ kinh vẫn chưa tới. Sau này bộ kinh mới về tới. Rồi có những trường hợp có nhiều người, người ta thương đất nước, thương quê hương, bao nhiêu năm trời người ta không được về, thì người ta hướng về cái đất nước nào mà người ta đang ở đâu, mà đất nước đó là ở hướng đó, thì người ta hướng về đó. Quý vị thấy không? Vợ chồng khi cưới nhau, hai người cũng phải hướng về nhau, lễ nhau một lễ. Cái đó gọi là giao bái. Mình muốn mọi việc nó tốt, hãy hướng về nhau. Thế thì bây giờ Phật đã hướng mình rồi, còn chúng ta làm một việc thôi là mình phải hướng Phật. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bỗng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Chỉ cần chúng sanh có tỉnh giác, nhất định sẽ giảm khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà. Cứu cái gì? Cứu từ cái nhân. Đừng làm cái đó khổ. Thật sự ra bây giờ thưa đại chúng nè, lỡ mình khổ rồi Phật cứu được không? Được, nhưng mà cực. Cũng giống như mà trước khi may vá gì á, thà là may cái mới mà ai may trật mà biểu mình sửa thì sao? Cực hơn, sửa được mà cực hơn. Còn trước khi nó là cái gì thì tại sao mình không làm cái cho nó chuẩn? Cho nên nó có cái thước, nó đo. Thước đo này là gì? Tứ diệu đế. Khổ tập diệt đạo. Đây là khổ nè, nguyên nhân của khổ nè. Tôi hiểu ra rồi thì dù chưa hết khổ, nhưng mà tôi đã hiểu lý do nào tôi khổ. Sự tĩnh lặng bắt đầu có mặt, sự an lạc bắt đầu có mặt. Bây giờ tôi chỉ còn làm một việc là đi tìm con đường dứt khổ. Bất cứ làm việc gì, lấy tứ diệu đế ra làm cái thước đo. Việc này lành nè, vì sao nó lành nè, và con đường nào dẫn tới điều lành. Cho nên giáo lý nào, pháp môn nào, việc làm nào mà thiếu tứ diệu đế thì nó chưa hẳn là giáo lý của Phật.
mình than mình bệnh, đó là khổ. Đi bác sĩ, bác sĩ nói nguyên nhân bệnh, đó là tập. Ồ, cảm ơn bác sĩ, hôm nay tôi đau hoài mà tôi không biết tại sao. Bữa nay tôi biết cái bệnh tôi đỡ lo. Đỡ lo là giảm khổ rồi. Mặc dù chưa hết, ngay cái giây phút đỡ lo là diệt. Hết giờ rồi hả? Rồi bây giờ nếu bác sĩ chỉ cho tôi làm sao tôi hết bệnh, bác sĩ chỉ công thức ăn uống, uống thuốc làm sao, điều trị làm sao là đạo. Khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, gọi là tứ diệu đế. Cho nên tứ, cái giáo lý tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản, mà là cái giáo lý thâm sâu, mà cái giáo lý không ai mà không thể không biết. Phật tử là phải biết tứ diệu đế. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp hoài khổ, thương mà phải xa khổ. Thương Phật tử Kali quá mà phải đứa hai phải đi về rồi khổ. Nhưng mà không sao, khổ như vậy rồi thì cái chân lý nó lóe lên liền. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, đúng không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. À, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho nên cái khổ nó lóe lên thì cái tuệ giác nó có mặt. Cho nên đạo Phật không từ, nghĩa là khổ là một sự thật mà mắc cái gì mình phải chạy. Mà mình chấp nhận được nó là đạo có mặt. Sợ già mà có tránh được già đâu. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Cầm sợi tóc lên, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Cái quan trọng là tâm xuân. Cái quan trọng là tâm xuân, nghĩa là tâm mình lúc nào cũng có mùa xuân. Còn cuộc đời này thủy chung là sẽ có mùa thu, rồi sẽ có mùa đông. Nhờ vậy mà nhạc sĩ mới có đề tài viết nhạc. Có những bài hát nói về mùa thu, có những bài hát nói về mùa đông, có những bài hát nói về mùa hè, có những bài hát nói về mùa hạ. Rồi có những tình yêu hạnh phúc, cho nên mới có những bài hát ca ngợi tình yêu hạnh phúc. Mà có những tình yêu tay ba, cho nên mới có chuyện một người đi với một người. Hiểu được cái đạo, hiểu được cái đó. Không có bùn thì không có sen, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có những cái giây phút mình khổ, bởi mình ném được cái khổ. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quặng mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ôi đời ta đau khổ quá nhiều. Rồi cuối cùng câu thôi, đời đá vàng. Đời có đá mà cũng có vàng, có đá mà cũng có vàng. Lúc đó mình hiểu rồi thì không có đổ cho ổng trển nữa. Hồi đi, hồi đầu mình chưa hiểu cái gì cũng đổ ổng hết. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao.
hiểu ra rồi thì à, có trời mà cũng có ta. Và làm gì? Tu là cội phúc, tình là dây oán. Cho nên nhờ có khổ mới lé ra cái ánh sáng. Mình mà không đau chân á, đâu có biết lúc này mình già. Mình mà không nhức răng đâu biết lúc này tới tuổi. Cho nên á, mỗi ngày chừng bắt đầu chừng 4-50 tuổi là mình nhận thơ đều đều. Lâu lâu cái thơ của dentist gửi tới, time's up. Đi trám răng, đi clean răng. Thơ nha sĩ cũng đồng thời thơ chỗ đó đó. Đến khi nào mình gặp một cái thơ tối hậu, tối hậu thơ. Cho nên bây giờ lo niệm Phật, tụng kinh, tu đi. Chuẩn bị apply visa về trển trước. Đi đâu cũng phải có visa hết á. Quy y Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Trời đất ơi, cả đời cả ngày không lo tụng kinh niệm Phật gì hết, mà tới hồi mà sắp đi rước thầy tới tụng 8 tiếng. Thầy thương xót quá, thầy cũng tới thầy tụng mà thầy gục lên gục xuống thầy niệm. Ban hộ niệm cũng gục lên gục xuống mà niệm tới A Di Rị Đô Bà Tì. Mình đáp lại dừng chân đứng lại sanh rì có sâu. Bởi vì cái tâm mình hàng ngày có A Di Rị Đô Bà Tì đâu. Mà lúc đó người ta tụng mình biết người ta tụng gì. Tâm mình phải hàng ngày phải có A Di Rị Đô Bà Tì. Thì chừng đó người ta tụng mới nói già di nị già già na. Còn không mà ông thầy vừa xuống già di nị già già na, mình đáp là em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Mình phải có cái tương ứng đó. Cho nên Phật thì ở trong ta, mà ta thì hằng ngày hướng ra không có Phật. Ở nhà cũng thờ Phật, trong xe cũng có Phật, trên người cũng có Phật, mà thân khẩu ý thì không Phật. Vậy là Phật độ mình cái gì? Cho nên mình vừa định nói bậy cái nhìn lại Phật. Trời, có nhiều khi đeo Phật tổ bố. Mày coi chừng tao nghe mày. Mà tới hồi mà đánh mà sắp sửa mà sợ mất, lột ra cất cho mát con. Còn lỡ không ai cất nữa, quất Phật ra sao. Và lúc đó không có Phật trời gì nữa hết á. Bây giờ tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Tới hồi mà xuống dưới đó rồi thì bắt làm sao? Đừng bỏ em một mình. Trời lành lắm, trời lành lắm anh ơi. Thôi được rồi ha. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy, bây giờ quý vị đã hiểu được ý nghĩa của Phật chưa? Bây giờ cái vấn đề là chúng ta không có sai khi thỉnh Phật ở nhà, đeo Phật trong người và để Phật trong xe. Mà cái quan trọng chúng ta phải hiểu cái ý là sự nhắc nhở. Mình sắp sửa lái ẩu thì Phật toàn ten, đừng ẩu con, đừng ẩu con. Ôi chà, Phật lắc, no way, no way. Mà nếu mà mình ẩu một cái râm mà Phật dính bằng crazy glue đó, mình đụng một cái râm mà Phật gắn bằng crazy glue mà Phật cũng rớt, Phật nói oh my god. Hay là oh my Buddha. Cho nên thưa đại chúng là không có sai. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta làm, chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì. Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta. Niệm đâu Phật đó, một nhà thảnh thơi. Niệm Phật tộc họ Đề Huệ. Lúc nào mà tâm mình có Phật, nhớ Phật, gọi là niệm Phật, thì gia đình mình yên. Tại vì người nóng thì mình bớt, người giận thì mình đừng có giận. Tại vì hai người giận thì đâu còn gì nữa. Có nhiều khi vợ chồng giận nhau lắm mà kéo ra ngoài nói chứ không có nói. Tại vì có hai đứa nhỏ trong nhà, mình nói tùm lum tà la nó nghe.
hai đứa nhỏ là hai ông hộ pháp. Còn cho nên á, thưa đại chúng, mình có bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn bằng hữu, bà con quyến thuộc, ơn chúng sanh. Bây giờ có một cái ơn gọi là ơn thầy trò. Thầy mà tu giỏi, tu tốt cũng nhờ trò. Tại vì mình có đệ tử rồi thì mình phải đàng hoàng, đệ tử nó mới nể. Ông thầy ông lên ngồi ông ăn, ông ăn mà ông cầu kỳ lắm. Tới hồi ông sặc cái mũi mì nó dính. Ông dặn đệ tử: thầy ăn sao con phải ăn vậy, thầy gấp sao con phải gấp vậy. Ông gấp mì, ông bỏ ớt, sặc cái mì nó dính. Đệ tử chắp tay nói: dạ cái này con làm không được. Quý vị còn năng lượng không? Dân Cali ghê gớm thật. Hồi chiều có một bác Phật tử thấy Pháp Hòa tội quá đi. Từ sáng tới tối ta nói hết chụp hình rồi, thấy hình chụp. Chụp một tấm chưa đủ, chụp hai tấm: thầy ơi, tấm nãy thầy mặc áo nâu, tấm này thầy mặc áo vàng. Thầy ơi, Pháp Hòa không lẽ nói còn tấm nào thầy có tóc. Để tấm kia con mặc đồ thường, tấm này con mặc áo tràng. Bác thấy tội, bác vô nói: trời ơi, Phật tử Kali dắt thầy không còn miếng. Kính thưa thầy, dạ thầy có khỏe không thầy ơi? Mùi quá. Cho con hỏi vì duyên gì mà tại sao anh em, gia đình và mẹ cứ nói xấu con hoài? Con rất mệt mỏi và không muốn về nhà, con phải mang tội bất hiếu không? À, con cảm thấy con cảm thấy thoải mái khi không về nhà. Vậy là con phải làm sao? Có phải nghiệp đã hết, không còn duyên với gia đình? Cái này tối nay mình sẽ gặp nhau rồi, có cái mù rùa lắc mới trả lời được. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Cụ Nguyễn Bính nói vậy đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái vấn đề là nhiều khi á, trong cuộc sống hàng ngày á, do cái sự hiểu lầm, chứ hiểu đúng là không có cái chuyện này. Nó phải có duyên do. Thì thôi bây giờ nếu người nhà mình chưa hướng tâm về mình, mà nếu mình cũng quay lưng nữa thì làm sao có cùng một hướng. Thôi thì bây giờ đạo hữu chịu khó, ở đời mà cái đức hy sinh nó cần thiết lắm. Người ta khó chịu thì mình chịu khó, người ta có lòng thì mình có bụng. Thì bây giờ nếu như gia đình chưa hướng về mình thì thôi mình chịu khó hướng về gia đình. Làm gì làm chứ, máu chảy ruột mềm, lá rụng về cội. Thôi thì chịu khó về với gia đình, hướng về gia đình, mặc dù mình phải chịu lép một chút, nhưng mà thôi lép với người nhà chứ có lép với người dân đâu mình lo. Nó có nhiều cái để chúng ta quán chiếu. Rồi lỡ một mai nếu như á, mà cha mẹ hay ai đó mà đi rồi
thì đôi khi mình hối hận không kịp. Thôi thì bây giờ trước khi cái chuyện nó tệ hơn nó xảy ra thì chúng ta hãy đừng để nó xảy ra nặng hơn nữa. Sở dĩ ngày nay nó như thế này là bởi vì cả hai bên chưa có được cái sự thông cảm. Cho nên á, đây là mình nói với cái vị mà hỏi này, nhưng mà đối với người nhà cũng vậy. Nếu như mình thấy con mình hay người thân mình đã có lòng hướng về với mình, cho dù dẫn 9 xe 10 vàng thì mình cũng đối hoài trở lại, giống như Phật vậy thôi. Quý vị thấy khi nào mình khổ mình niệm Phật có khác không? Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi nào mình bớt khổ của mình giảm lại, Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc nào mình hết khổ, Nam mô Quán Âm Bồ Tát. Mình mà ít khổ rồi cái mình ít có tâm sự với Phật. Thế mà thấy đứng trước Phật mà cầm cây nhang tượng tất gan gì mà xuống còn khúc là biết rồi đó. Con vái Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm, con thế này, con thế kia, cho nên gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vàng khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Cho nên cái cách của mình đó là khi mình khổ thì mình sẽ tìm Phật, không bao giờ bỏ mình. Mình thì hay bỏ Phật. Có nhiều khi vì tình yêu bỏ Phật cũng có vậy. Vì cái ơn nghĩa mà bỏ Phật cũng có vậy. Người ta bảo lãnh qua, bỏ Phật cái một. Vì một chút xíu tình cảm mình bỏ Phật ngàn đời cũng có vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mình muốn quay về, Phật vẫn làm gì? Tại đây con hãy nếu thầy cổ làm thiệt nè. Em đang diễn tả Phật Di Đà. Chờ nấm cái làm liền nè. Không sao, nắm tay thầy còn hơn. Tức là quý vị thấy không, Phật Di Đà lúc nào cũng duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Cho nên là Phật lúc nào cũng sẵn sàng bàn tay với mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nắm Phật không. Có một cái người đó đi trên cái triền núi, té rớt xuống, may quá chụp được sợi dây. Phật ơi Phật cứu con, Phật ơi Phật cứu con. Phật đứng ở trên đỉnh núi, Phật nói đưa tay con cứu, đưa tay đi Phật cứu cho. Nó dạ con không dám buông sợi dây. Nó vậy sao ta nắm ngươi. Mình muốn Phật cứu mà không dám buông sợi dây. Giống mình không? Giống lắm. Tôi đi tu cho rồi để cho mấy người yên bụng, mấy người cứ làm khổ tôi mấy chục năm trời, phải không? Mà chỉ cần một đó ha, hồng xuất hiện, thôi xin thầy cho con về. Là Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Thôi thì bây giờ người thân mình không có mặt cho mình thì mình hãy có mặt cho người thân. Vì người xưa thường nói, nếu nói theo xưa, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Trời cao không bao giờ phụ lòng người, cái phụ lòng người có lòng. Còn nếu nói theo Phật thì sao? Mình cảm hóa, mình cảm hóa người ta. Bây giờ ngược lại, thí dụ như bây giờ cha mẹ nhớ mình mà mình không bao giờ nhớ cha mẹ thì sao? Phải không? Thành thử ở đây là mình nói chung, không có nói một vấn đề của ai. Ở đây là nếu người ta chưa hướng về mình thì mình hãy hướng về người ta. Cũng như vậy, cũng như vậy. Quý vị thấy là lúc nào Phật cũng có mặt trong mình.
Kính thưa thầy, con được bà nội quy y lúc rất nhỏ, 2 tuổi. Bây giờ con muốn quy lại, vậy có sao không? Con nghe nói Phật tử không nên quy y 2 lần. Xin thầy từ bi giải thích. Thưa, cái trường hợp mà mình quy y hồi nhỏ đó, cho dù mình đích thân được dẫn tới chùa quy y, nhưng mà lúc quá nhỏ không tính. Vì lúc nhỏ nó chỉ là gieo duyên chứ chưa có ý thức. Bây giờ lớn lên đó, thì mình nghe cái giới làm lễ lại. Chữ lại ở đây không có nghĩa là mình phản, mà là mình refresh. Mình tiếp nhận pháp tam quy bằng tự tâm của mình, để cho cái pháp tam quy ngũ giới này do chính tâm thức mình hiểu biết, mình tiếp nhận. Còn thí dụ mình nhớ cái pháp danh thì vẫn giữ pháp danh cũ, mình chỉ refresh lại thôi. Ở đây passport còn renew mà. Phật tử quy y rồi, cho dù lớn lên 20-30 tuổi quy y á, mà 1 năm 2 năm mà không đọc lại cái giới là coi như là mình cũng lợt lạc rồi đó. Mà nếu không muốn nói là mất giới, theo đúng nghĩa là quý vị phải tụng giới đó. Phật tử đã quy y rồi là mỗi tháng phải tụng giới 1 lần. Tụng giới bằng cách nào? Nếu mình không có phương tiện về chùa thì tự thân mình phải đứng trước bàn Phật, hay là mình ngồi ở đâu đó an tịnh. Thấy không? Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Con nguyện giữ giới không giết người hại vật, con nguyện giữ giới không tham, không gian tham trộm cắp. Phải nhắc mình như vậy gọi là tụng giới. Chứ còn đem cái điệp về mà treo trên bàn thờ lâu lâu xuống thổi cái phù bụi không, gọi là quy y, cái đó không có tính. Cho nên hồi nhỏ mình quy rồi, bây giờ mình quy lại là mình tiếp nhận lại bằng cái tâm thức của mình. Nhưng mà cho đúng là tất cả Phật tử phải tụng giới hết. Cho bây giờ sẵn ở đây mà cũng khuyến thỉnh đại chúng tụng giới đi. Nếu chùa không tổ chức tụng giới, quý vị ở nhà tụng giới. Thuộc 5 giới, tụng để mình nhớ. Tại làm sao mà mình muốn hát cho giỏi thì mình mở cái karaoke mình hát hoài, hát quỷ, mà kinh không chịu đọc. Mà không chịu đọc thì mỗi lần khổ thì đâu có lời kinh tiếng kệ thì nó giúp mình đâu. Mà lúc đó là những cái gì nó ra? Những cái bài hát đau khổ đó nó ra. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Trời, mà phải tha thiết vậy đó. Vì người ta cứ phụ tôi hoài. Vì mình cứ nghe mấy cái đó, mình tiếp cái đó, mình đọc cái đó. Còn nếu mình tụng kinh thì khi khổ cái lời kinh nó ra. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Theo gót ngài để vượt qua khổ ải, nương thuyền tì để vượt khỏi ái hà. Ái hà tức là bờ mê đắm. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Còn mình nhớ hoài bóng hình kia ngày trước, thương hoài ngàn năm, chắc không? Thành thử ra mình, hãy mình huân cái gì thì cái đó nó ở trong này. Mình huân kinh điển thì kinh điển nó ở đây. Mình huân Phật thì Phật ở đây. Mà lúc mất thì cái kia nó không xuất hiện, nó lôi mình đi. Mình lúc nào cũng nhớ Phật thì lúc đó tiền lộ mang mang, don't worry, Phật ở đằng kia đón mình. Vì mình tâm mình có Phật, hàng ngày mình như cái cây nó nghiêng à. Hãy mình nghiêng về trái, cưa nó về trái. Nghiêng về phải, cưa nó về phải. Mình nghiêng cái nào thì cưa cây nó nghiêng về đó. Tâm mình hướng đâu thì nó dẫn mình đi tái sinh về cõi đó. Hết giờ chưa? Kính thưa thầy, tâm bồ đề là gì? Ra tiệm cơm chay đằng đầu đây đó. Đó có bồ đề tâm đó. Bồ đề tỉnh tâm trái. Vậy là chưa đi tiệm này là hỏi nè.
Chữ Bồ Đề là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Bù Đi, mình âm là Bồ Đề, nghĩa là giác, nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thương yêu. Tất cả người con Phật nào, tất cả chúng ta làm việc gì từ cái tâm trong sáng của mình thì tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Nếu thí dụ thôi, ngày đầu mình bước chân vô chùa mình tu, mình đâu có danh lợi gì đâu, đúng không? Đó là tâm Bồ Đề. Nhưng mà nếu mình ở chùa tu thời gian mà bị cái danh, cái lợi, cái chức, cái quyền nó làm hư mình, thì mình biết đó là tâm Bồ Đề bị thối. Còn nếu mà mình nuôi dưỡng cái tâm đó không bao giờ, dù cho có gì đi nữa, vẫn nuôi dưỡng cái tâm tu, đó là tâm Bồ Đề. Thôi Hòa giải thích đơn giản như vậy, gọi là Bồ Đề tâm bất thôi. Kính bạch con kính bạch thầy, con rất mừng khi con gặp lại thầy ở Orange County mấy ngày nay. Con có câu hỏi, xin thầy hoan hỷ cho con biết kinh Lăng Nghiêm nên tụng vào giờ nào, hoặc nên áp dụng cho người mới tu như con hay không. Câu này hồi nãy Hòa cũng trả lời sơ sơ ở bên Mây Từ rồi đó. Thưa đại chúng, cái bài Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng ở trong cái nghi thức tụng niệm á, Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Biểu Tâm Bồ Đà Tỏa Ác Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa, cho đến cuối cùng 423 câu án A Na Lệ Thị Xá Đệ Bê Ra Bạc Xà Ra Đà Rị gì đó. Cái đó đó là chỉ một phần lớn trong cái một phần ở trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm thôi, chứ nó không phải là kinh Lăng Nghiêm, nó là những bài thần chú trong kinh Lăng Nghiêm. Còn nguyên thủy bộ kinh Lăng Nghiêm nó dày lắm, nhưng mà chư tổ trích cái phần chú, thần chú ra để làm một nghi thức buổi sáng cho mình tụng. Bây giờ á, mình có thể thay thế cái thời kinh Lăng Nghiêm bằng một thời kinh khác, không nhất thiết phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đâu. Ví dụ buổi sáng mình ngủ dậy, mình không có thời gian nhiều, mình chỉ cần lễ Phật ba lễ, rồi mình có thời gian tụng một bài chú Đại Bi cũng được, hoặc một bài sám cũng được. Thí dụ mình tụng cái bài sám đệ tử chúng con từ vô thỉ, rồi mình hồi hướng cũng được. Hay là mình tụng bốn lời quán nguyện: lạy Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Mình đọc cái đó nhiều khi nó thiết thực hơn mình tụng Lăng Nghiêm. Tại vì mình tụng tắc tắc tha tôi già đa gia ra đế, mình tụng xong rồi thì hồi hướng mà mình không biết trong đó tụng gì hết trơn. Còn bây giờ mình tụng một bài kinh mà chữ đâu nghĩa đó, chữ đâu nghĩa đó. Thí dụ mình tụng đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Nghe nó hay không? Nhưng mà không hiểu hết. Vì vậy mình tụng lại cũng cái bài đó mình tụng. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Tụng mấy câu đó nhắc nhở mình. Cho nên quý vị có thể, đối với một Phật tử sơ cơ mới tập tu, không cần tụng Lăng Nghiêm, lựa mấy cái bài kinh mà căn bản mà bằng chữ tiếng Việt. Bây giờ người ta dịch hết ra rồi, tụng đi. Các ngài chịu khó lấy bằng những cái tiếng chữ Hán, ngồi mà nắng ngót dịch một cái bài tụng bằng tiếng Việt hay như vậy, mình không tụng uổng quá. Thí dụ như ngài Trí Tịnh, ngài dịch cái bài Sám Thập Phương nè, mình tụng Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà để nhất cửu phẩm độ chúng sanh. Ngài Trí Tịnh ngài dịch nè: mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dâng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn. Quý vị nghe quý vị hiểu hết à? Phải không?
Thay vì mình tụng nhất giả lễ kính chư Phật thì giờ ta tụng nè: một là lễ kính Như Lai, hai quyền xưng tán công dày Thế Tôn, ba quyền tu phước cúng dường, bốn quyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm quyền tùy hủy công huân, sáu quyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, vân vân. Mình tụng tiếng Việt được chứ có sao. Cho nên quý Phật tử sơ cơ mới bắt đầu tập tu, tụng tiếng Việt đi. Lên chùa nào ở đây hỏi có cuốn kinh nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt cho con xin, chùa nào cũng hoan hỷ cho mình một cuốn tiếng Việt. Mọi Phật tử đều biết một trong những lời dạy cho Phật tử là diệt tham sân si. Tuy nhiên con và nhiều Phật tử khác đến chùa cúng vái nhiều lần, vái mong Phật phò hộ cho may mắn, làm được nhiều tiền hay được trúng số 1 triệu đô la. Con sẽ cúng chùa 1 triệu. Kính hỏi thầy lời dạy về những lời vái trên có nên không? Nên không? Sao không nên? Chúng cúng chùa mà. Thưa đại chúng, mình đừng có chờ tới khi mình trúng số mới cúng chùa. Lỡ cả đời không trúng lại không cúng. Nếu mình muốn cúng chùa, mà thưa đại chúng, chùa là một bậc xây dựng bằng tiền của bá gia bá tánh chứ không phải nhất gia nhất tánh, cho nên không cần mình phải trúng số để mình bao hết cái đó. Mình bao ăn thì ok, bao xây chùa bao không có nổi. Cho nên mình nên để cho mọi người có công có của, bởi vì mỗi người phải đóng góp thì mỗi người phải thấy bổn phận của mình phải trở về đó để duy trì cho cái chùa đó phát triển. Nếu một mình cúng thì người ta kêu chùa đó của mình chứ không phải của chùa. Rồi mai mốt mà nó hư hao, ta kêu cái ông đó ra sửa. Quý hiểu ý không? Một người cúng thì chịu trách nhiệm. Mà đa số quý vị để ý coi, người nào mà đứng ra lập cái đó là không bao giờ ai nhúng vô. Và thậm chí người ta kêu chùa của bà Năm, bà Bảy, bà Tám, bà Mười, chứ không bao giờ kêu chùa của Phật. Bởi vì mình đứng ra mình cúng, mà lỡ có hư hao gì là kéo mình ra, cái đó không được. Cho nên chùa, cho dù mình có cúng 1 triệu, chùa vẫn phải nhận thêm của người khác. Không phải là chùa tham, nhưng mà vì không thể làm được việc đó. Chùa là của bá gia bá tánh, quý vị phải hùng vô. Quý vị thấy không, chỉ một buổi chiều nay đâu phải một người mà làm được việc đâu. Dù chỉ là một buổi nói chuyện, phải mỗi người một chút. Cho nên đừng đi chùa vái kiểu này nữa nha. Mà Phật hoàn toàn không biết Sức 49. Có nhiều Phật tử mua xong tờ vé số xếp lại để dưới lư hương cho Phật. Mà Phật nhiều việc quá, nội trả lời cell phone email không là quên dở mấy cái đó ra đọc rồi. Mà nếu mà quý vị biết không, lỡ mình hụt trúng 1 triệu này, nó add up kỳ sau trúng mấy chục triệu. Thôi hết giờ rồi, mà cũng hết câu hỏi rồi. Thưa đại chúng, hôm nay mình tối hôm nay mình được gặp nhau trong cái buổi sinh hoạt thật là một ngày dài. Quý vị nào mà đi theo từ sáng tới chiều có mặt đây không? Chắc cũng có. Quá giỏi. Thôi thì mong rằng buổi chiều hôm nay không làm cho quý vị nhàm chán, và chúng ta hiểu được thêm một chút về trong Phật Pháp để chúng ta ứng dụng tu hành. Đại chúng hoan hỷ không? Rồi. Hôm nay là sinh nhật con mừng vui mừng, con cúng dường thầy. Sinh nhật của Ni Sư hả? Dạ. Nên sinh nhật nhiêu? Dạ, 70. A Di Đà Phật. Thôi thì đại chúng cho ông tràng pháo tay để mừng Ni Sư Hoa Tâm tròn 70 tuổi. Trước khi mà mình hôm nay ngày sinh nhật của con, hạnh phúc quá được về chùa Huệ Quang nghe thầy giảng vui quá, cho ngày sinh nhật 3 tháng 4 của con thành kính cúng dường thầy. À, tháng 3 ngày 4 hả?
Thôi mình đổi ngược cho nó phù hợp với bữa nay. Trước khi mà Pháp Hòa hát hò gì cho đại chúng nghe, mình hồi hướng trước. Vỗ tay. Rồi mời đại chúng hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.